2007 ở trong phòng anh, ở trên giường. Hello cả nhà nha. Chào Lê Hằng nè. Rồi đầu live hôm nay là em sẽ xả cho mọi người luôn áo thun cao cấp hàng chính phẩm nha, với giá là 19.000. Đây gọi là toàn bộ đều là hàng chính phẩm cao cấp 100% hết luôn á. Áo này là thị trường bán không bao giờ dưới 80.000, 90.000 một cái. Hôm nay xả cho mọi người luôn, đồng giá là 19k nha. Áp dụng cho khách có xe like giùm em ha. Nên là khách nào chưa xe like thì mình nhanh tay xe like lên nè, để mình săn hàng nha. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Đơn của Lê Hằng, đơn Lê Hằng đi rồi nè. Lựa thêm đi mấy chị, ship rất là rẻ luôn. Chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ để săn hàng 19k mấy chị nha. Áo toàn bộ là áo thun cao cấp hàng chính phẩm hết luôn á. Bình thường là áo nhà em là mấy chị biết là chất như thế nào rồi đó. Hôm nay là đảm bảo là gọi là sale khủng luôn. Ủa đơn Lê Hằng còn hả? Đơn Lê Hằng còn nha. Đơn Lê Hằng còn nè. Rồi lựa thêm đi rồi dồn đơn luôn ha. Rồi chia sẻ like giùm em nhanh tay mấy chị nha. Đồng giá 19.000 luôn, áp dụng cho khách có chia sẻ nè. Hello chị Trần Thúy Hiệp nè. Chị nào đã xem đang xem like rồi thì nhanh tay chia sẻ like giùm em. Đầu like gọi là tri ân siêu sốc luôn. Áo thun cao cấp hàng chính phẩm với giá là 19.000 ha. Size nhỏ size lớn gì cũng 19.000 hết luôn. Trời ơi quá là đẹp luôn mấy chị. Áo này mà 19.000 mà không hốt nữa là hốt cái gì bây giờ nè. Nên là đừng có bỏ qua những cái siêu phẩm đầu like mấy chị nha. Bây giờ em sẽ lên tặng quà cho mấy chị nè. Hello chị Trang Thu nè. Áo thun 19.000 mấy chị, nhanh tay lên nha. Áo 19.000 chị nào đã chia sẻ rồi thì chấm bài lên giùm em nè. Chia sẻ rồi chấm bài lên giùm em để săn hàng áo thun hàng 19k thôi nha mấy chị nha. Hôm nay em sẽ xả hết luôn mà 1.000 cái áo thun, 1.000 cái áo thun và xả với giá là 19.000 cái vàng. Rồi ok em lên luôn nè. Chị nào mà vô trước là em sẽ tri ân trước luôn. Vô trước là tri ân trước luôn nha. Nhanh tay lên nha. Một khách có thể chốt được 10 cái, 20 cái hoặc thậm chí 100 cái luôn nha. Chứ không có hạn chế là một cái, hai cái gì hết. Bình thường người ta tặng quà cho mấy chị á, là mỗi người là chỉ được có một cái thôi. Còn hôm nay là em sẽ sale hết tất cả luôn mấy chị nha. Mẫu nào cũng sale hết luôn. 19.000 nè. Áo này là size 8 nè, 20-22kg vừa nè. Size này là 20-22kg vừa nha. Size 19. Size này 20kg chị Trang Thu, size này 20kg nha. Rồi lên em là mã vàng 8 luôn. Lên em mã vàng 8 nè, 19.000. Vàng này là size số 8, vàng 8 ha. Lên em là mã vàng 8 nè, 19.000. Rồi ơi quá là sốc luôn. 19kg hơi rộng một xíu, 19kg hơi rộng một xíu. Rồi ok nè, mã vàng 8 nè. Vàng 8 chị Trang Thu nè. Rồi mã xanh 9 mấy chị, size 22, 24kg. Vàng 8 hết rồi nè, 22, 24kg. Lên em là mã xanh 9, chị lấy xanh 9 lên xanh 9 nè. Trời ơi, sỉ cũng không có giá 19.000 nữa nha. Nhanh tay hốt nha. Rồi nâu, nâu nè em có nâu 10, nâu 14 luôn, nâu 8. Nâu là có từ 20 cho đến là 32kg vừa. Lên em mã nâu kèm theo số ký nè. Chị nào lấy nâu lên nâu, trời ơi, mở đèn lên hàng gì chị thấy tối quá trời luôn. Lên em mã nâu kèm theo số ký 19.000 mấy chị. Chia sẻ like giùm em nha. Chị Candy Zoom Zoom em chưa thấy hiện logo người chia sẻ nè mấy chị. Chia sẻ trong công khai và trang cá nhân và hội nhóm để hiện logo người chia sẻ ha. Rồi lấy nâu lên nâu nè, có 19.000 một cái thôi. Size từ 20 cho đến là 32kg vừa. Mã nâu kèm theo số ký giùm em 19.000 mấy chị. Lấy nâu lên nâu nè. Đầu like mà không săn là siêu tiếc luôn. 12kg vừa nha, 19.000 luôn. Lên em mã trắng. Chị lấy trắng lên trắng rút đi. Lấy trắng rút nè, trắng rút 19.000. Rồi nâu cho chị Trang Thu luôn. Nâu cho Trang Thu nè, 20kg. Rồi lấy trắng lên trắng mấy chị. Trời ơi, xuất sắc lắm nha. 19.000, không có một chỗ nào bán hết luôn á. Trắng luôn nè, trắng cho Trang Thu nè. Thấy chưa mấy chị, khách cũ nhà em là phải tranh thủ săn sale liền chứ mà hả. Bình thường đâu có ai bán những cái mẫu này nè. Lê Duyên chia sẻ like giùm em nha. Hiển thị logo người chia sẻ mới bán được mấy chị. Bán cái này là bán lỗ te tua luôn rồi. Nên là chia sẻ giùm em nha. Rồi xanh, màu xanh đậu. Màu xanh đậu này là size từ 22kg cho đến là 30kg vừa. 22 đến 30kg vừa nha. Lên em mã xanh kèm theo số ký nè.
chị nào lấy xanh lên xanh 19.000, chị nào chia sẻ like mới bán ngày hôm nay khó dữ dằn vậy đó, do là không có lời luôn mấy chị, lỗ là cũng phải là ít nhất là 10,000+ một cái rồi, nhưng mà đổi lại nút chia sẻ giùm em nha. Rồi chị nào chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ lên, ngày hôm nay em sale rất là nhiều luôn, em sale khoảng hơn 100 cái áo thun 19.000 cho mấy chị luôn. Rồi lên em là mã xanh kèm theo số ký nè, size này là từ 24 kg cho đến là 30 kg vừa, chị nào lấy xanh lên xanh. Rồi lá này là 30-32 kg vừa, size số 14 luôn nha, lên em mã 14 luôn, mã 14 19.000, chị lấy 14 lên 14 nè, 19.000. Rồi bé gái mấy chị, bé gái size này 24-26 kg vừa, lên vịt luôn, chị lấy vịt lên vịt nè, 24-26 kg nha, mã vịt 19.000, lấy vịt lên vịt nè. Rồi ôi, 16-18 kg, mã đen 6 luôn, 19.000, chị lấy đen 6 lên đen 6, 19.000 một cái áo nè, nhớ chia sẻ like giùm em ha. Mã đen 6 19.000 mấy chị, lấy đen 6 lên đen 6 nè. Xanh đậu size số 13, xanh đậu size 13 cho Nhung. Xanh đậu còn size 12 thôi nè, đậu còn size 12 thôi. Đen 6 cho Trang Thu nè, 19.000. Chị Khanh đi zoom zoom em chưa thấy chia sẻ like luôn. Rồi đen này không biết chia sẻ hả, chia sẻ về trang cá nhân mấy chị, chia sẻ về trang cá nhân và hội nhóm nha. Rồi đen size này 26-28 kg vừa nè. Ok chị Candy zoom zoom nè. Xanh 22 kg. Chị Candy zoom zoom. Candy zoom zoom 19.000 nè, đã chia sẻ rồi là em không tiếc giá nào hết mấy chị ha. Rồi 26-28 kg. Lên em là mã đen 12 luôn nha. Đen 12 nè, 19.000. 19.000 mấy chị không thể tin được luôn đúng không? Rồi 14-16 kg nha, size 5. Lên em mã tím 5 luôn, chị lấy tím 5 lên tím 5 nè, tím 5 nha mấy chị nha. Rồi Puma luôn, Puma size 7 nè, 18-20 kg vừa, lên em mã Puma 7 mấy chị, 19.000, lấy Puma 7 lên Puma 7 nè, Puma 7 19.000 dùm em, này lỗi rồi, lên em Puma 7 nè. Ok chị Candy zoom zoom nè, cảm ơn chị nha. Tím nè, tím cho chị Trang Thu luôn nè, hốt hết luôn mấy chị. 18-20 kg nha. Trắng trơn luôn, lên em trắng trơn 19.000. Rồi vải hàng xuất mấy chị, lấy trắng trơn lên trắng trơn. 18-20 kg vừa, 19.000. 18-20 kg luôn nè, lên em mã rút hồng luôn 19.000 mấy chị. Lấy rút hồng lên rút hồng 19.000. Rút hồng nha 19k. Đó cho tô này đi. 16-18 kg vừa nè, 16-18 kg. Mã số 10 mà em, chị lấy mã số 10 lên mã số 10 nha. Mã số 10 này là 16-18 kg thôi. Mã 10 luôn 19.000. Chị lấy mã 10 lên mã 10. Trời ơi. Rút hồng chị Khanh đi zoom zoom nè. Khanh đi zoom zoom nè, 19.000. Rồi 16-17 kg vừa, size số 6. Mã bớm, chị lấy bớm lên bớm nè. Lên em mã bớm nha. Bớm 19.000 luôn. 10-12 kg. Lên em vàng 4 19.000 mấy chị. Chị lấy vàng 4 lên vàng 4 nè. 10-12 kg vừa, mã vàng 4. Lên vàng 4 nha. 14-16 kg. 14-16 kg nè. Trời ơi, hàng này nó cao cấp dữ dằn luôn. 19.000, lên em mã xám. Xám trơn, lấy xám trơn lên xám trơn giùm em nha. Mã xám trơn. Size này size cực kỳ to luôn. 30-35 kg vừa nè, 19.000, lên em là mã đỏ luôn, chị lấy đỏ lên đỏ. Mã bớm cho Trần Thúy Hiệp nè, Trần Thúy Hiệp 19.000. Rồi lên đỏ size này 30-35 kg vừa, đỏ 19.000 mấy chị. Lấy đỏ lên đỏ 19.000 nha. Trời ơi cái áo nó nói thiệt sự mấy chị luôn, cái chất nó đẹp miên man luôn. Size này là size 26-28 kg vừa nè. Mã kỳ lân luôn 19.000. Chị lấy kỳ lân lên kỳ lân nè. Kỳ lân nha 19.000. 24-26 kg vừa, lên em mã 13. Chị lấy 13 lên 13 nè, 24-26 kg nha. Mã 13 mấy chị, 13-19 ngàn nè. Lấy 13 lên 13 giùm em. Hôm nay bé trai xe đại hơi bị nhiều luôn á. 26-28 kg. Lên em xanh biển luôn nha. Chị lấy xanh biển lên xanh biển nè. 24-26 kg vừa, mã xanh biển mấy chị. 16-17 kg ha, 16-17 kg luôn, lên em mã bớm 6 luôn. Chị lấy bớm 6 lên bớm 6 nè. Bớm 6 19.000. Trời ơi quá là xuất sắc luôn. 28-30 kg vừa, lên em nâu, chị lấy nâu lên nâu nè. Lên mã nâu nha. 12 10 11 kg size số 3, lên em mã biển 3.
biển 3 19 ngàn. Xanh biển cho Bin Bin nè, xanh biển cho Bin Bin. Rồi size 3 mấy chị, size 3 nha, 19 ngàn. Chị lấy biển 3 lên biển 3. Bớm 6 cho Tuyết Nhi Huỳnh, Tuyết Nhi Huỳnh nè. Chị lấy biển 3 lên em biển 3 nè mấy chị, biển 3 nha. Size 13, 30, 32 kg là 19 ngàn. Lên em mã cá mập luôn, lấy cá mập lên cá mập 30, 32 kg mấy chị, cá mập nè. 20, 22 kg vừa. Xanh lá, xanh lá, xanh lá qua lâu lắm mà, xanh lá qua lâu mà, xanh lá 20 mấy kg đúng không chị. Rồi lên em là mã XL, XL 19 ngàn. Cá mập 19 cho Tuyết Như Huỳnh nè, 20, 22 kg nha. Lên mã XL mấy chị, XL 19 ngàn. 18, 20 kg nè. Mã rút hồng luôn, chị lấy rút hồng lên rút hồng giùm em. Rút hồng 22, 24 kg. Trời ơi cái vải nó cao cấp lắm luôn á. Lên em kỳ lân luôn, chị lấy kỳ lân lên kỳ lân nè. 22, 24 kg, tranh thủ mua đi chị, tranh thủ mua mấy chị. Ok, xanh lá Tuyết Như Huỳnh nè, Tuyết Như Huỳnh 19 ngàn. Hương Lăng đơn gửi rồi nè, 18, 20 kg vừa. Lên em tím luôn, tím 19. Chị lấy tím lên tím nha, 18, 20. Size này size 14 luôn mấy chị, 30, 32 kg nha. Lên em xanh biển 14, chị lấy xanh biển 14 nè, 20, 22 kg. Cá mập có rồi nè. Cái đó của Tuyết Duy Hình. Đúng rồi, 20, 22 kg. Mã trắng chính luôn, 19 ngàn. Rồi hàng KH. Đúng rồi, 19 ngàn mấy chị. Lên em là KH, lên em là trắng chính. Chị lấy trắng chính lên trắng chính nha, 9 kg, 10 kg vừa nè, 19 ngàn luôn. Mã nâu, lấy nâu lên nâu 19 mấy chị. Không tin được luôn đúng không, 19 ngàn. Rồi 26, 28 kg lên em xám luôn nha, xám. 26, 28 kg mã xám nè, 26, 28 kg luôn, xanh đậu luôn. Chị nào có hiện logo người chia sẻ mới chốt. Rồi lên xanh đậu giùm em 19 ngàn. 28, 30 kg lên mã trụ xanh nè, mã trụ xanh 19 ngàn mấy chị. Chị lấy trụ xanh lên trụ xanh. Cái đầm body rút siêu cưng luôn, 12 đến 14 kg nè, body rút nha. Body rút 29 ngàn lên em mã body. Chị lấy body lên body 29 ngàn. Mã body 29. Áo hôm nay là gọi là sale tất tần tật hết luôn. Size số 4 mấy chị, 12 13 kg nha, mã đỏ 4. Đỏ 4 là Tuyết Nhung Trà chưa có. Tuyết Nhung Trà chưa có hiện logo chia sẻ nè, chị Giang Hồ không hiện logo chia sẻ luôn. Rồi đỏ 4 nha, 19 ngàn. Body 29 ngàn Nguyễn Đan Chi. Rồi đỏ 4, đỏ 4 19. Chị lấy đỏ 4 lên đỏ 4. Size 9 kg 10 kg vừa. 9 kg 10 kg nha. Đen lưới luôn 19 ngàn. Xám, xám cho Bin Bin. Bin Bin là 19 ngàn. Body rút còn cái là cho Thanh Tuyền. Body rút cho Thanh Tuyền 29 ngàn. Rồi 19 ngàn nè, size số 3 nè. Đen lưới, đen lưới 19 ngàn. Chị lấy đen lưới lên đen lưới. Trời ơi cái áo này siêu ngựa luôn. 8 kg 9 kg vừa nha, 8 kg 9 kg vừa nè. Mã thiết kế đi, thiết kế 19 ngàn. Chị lấy thiết kế lên thiết kế. Thiết kế 19 ngàn. Chị nào hiển thị logo người chia sẻ mới chốt mà chị nha. 28, 26, 28 kg nè. Mã 3 lỗ, chị lấy 3 lỗ lên 3 lỗ. 3 lỗ 19 ngàn. Rồi xám trơn mấy chị, 18, 20 kg vừa nè. Xám trơn 19 ngàn, 18, 20 kg. Lấy xám trơn lên xám trơn. Trời ơi cái áo. Ok chị Giang Hồ nè, 10, 12 kg vừa nha. Mã vàng luôn, chị lấy vàng lên vàng 19 ngàn luôn đi. Vàng 19 ngàn. Vàng 19. 3 lỗ cho Nguyễn Đan Chi. Nguyễn Đan Chi như khách cũ đúng không? Khách cũ có lâu không tin rồi phải không? 30, 32 kg vừa nè mấy chị. Mã đỏ 14 nha, lấy đỏ 14 lên em đỏ 14 luôn. 19 ngàn, áo hung hàng cao cấp chính phẩm hết luôn. Về nhà mà hàng nào mà không phải hàng chính phẩm mấy chị cứ quay đầu trả hàng về đây cho em. Thương Nguyễn vàng, Thương Nguyễn nè, 19 ngàn. Rồi size này 8kg, 9kg vừa. Ok, Nguyễn Đan Chi. Coca luôn 19 ngàn, 8kg, 9kg hàng Quảng Châu nè. Coca 19. Lấy Coca lên Coca. Rồi size đại bé gái 30, 35kg vừa. Lên em mã gái đại nha, gái đại luôn 19 ngàn, mỗi năm không báo giá là 19 ngàn hết. Rồi này đẹp nè, 20, 22kg vừa nè. Cái này 25 ngàn. Lên em mã vàng 25. Chị lấy vàng 25 lên vàng 25. Xay đại luôn mấy chị, 30, 35kg nè. Ok Tuyết Như Huỳnh. Xám nha, lên em xám đại luôn 19 ngàn, 30, 35kg. Chị lấy xám đại lên xám đại. Rồi đỏ đại, vàng 25 cho Candy Zoom Zoom.
Canh đi dùm dùm 25. Rồi đỏ này từ size từ 22 đến 35 kg vừa lên em mã đỏ kèm ký nha. Mã đỏ kèm số ký, size từ 22 đến 35. Lên mã đỏ. Gái đại 19 chị Giang Hồ. Giang Hồ. Rồi chị lấy đỏ lên đỏ kèm số ký giùm em mấy chị, đỏ kèm theo số ký. 19.000 thôi. Áo sơ mi. Size này 14 đến 16 kg, lên em sơ mi 19.000 luôn. 14 đến 16 kg vừa sơ mi. Làm bao giờ đâu ai bán mấy cái này 19.000 mấy chị. Rồi, gái đại cúc vàng. Cúc vàng này em còn size 30 cho đến là 37 kg, 30 đến 37 kg vừa nè. Chào chị Trâm Huyền. Không mua được gì luôn. Rồi chia sẻ like trang áo 19.000 mấy chị, size 30 đến 37 kg vừa. 19.000 lên em mã cúc kèm theo số ký nha. Mã cúc kèm theo số ký nè. Chị Trần Lan chia sẻ like giùm em nha. Trần Lan nè, chia sẻ like mấy chị nha. Rồi lên em mã cúc, cúc 19.000. Hello chị. Cúc 30 đến 37 kg vừa. 22 24 kg. Chị lấy lên em là mã xoắn đi, 19.000. Lấy xoắn lên xoắn nè. Xoắn 19.000, 30 32 20 22 kg vừa. Lấy xoắn lên xoắn. Rồi ôi, cái áo Gucci 18 20 kg vừa lên em mã 7 nha. Chị lấy 7 lên 7 nè. Mã 7. Cúc 30 37 chị Giang Hồ luôn. Giang Hồ 19.000 nè. Xoắn cho Nguyễn Đan Chi. Nguyễn Đăng Chi. Ok chị, sau khi kết thúc live mà em kiểm tra mấy chị mà không có chia sẻ live bên trang cá nhân á, như chị Trần Lan là khách quen nè, bình thường em thấy cũng có chia sẻ nè, mà nay không biết sao không hiện lên. Sau khi kết thúc live mà em không thấy hiển thị lên, em hủy nha mấy chị nha, thông cảm em nha, bán 19.000 lỗ sắp mặt luôn. Trời ơi, Tuyết Nhi Huỳnh giờ mới mã xám hả? Mã xám hay là mã xám hết rồi. Rồi mã 7 nè, chị lấy mã 7 lên mã 7. Trời, chị Thắm Ngọc nãy giờ em lên 35kg bé trai quá trời luôn, không thấy chị chốt. Không thấy chị chốt. Có 19.000 thôi mấy chị ha. 26, 27kg. Mã đỏ 11 nha, đỏ 11. Mã đỏ 11 nè. Rồi kỳ lân 19.000 mấy chị, cái nào mà không báo giá là 19.000 ha. 30, 32kg vừa nè. Kỳ lân nha, kỳ lân hồng 19.000 cái áo. Mua còn rẻ hơn sỉ nữa, cái này nhập vô đúng thiệt sự luôn. Nhập vô là 30 với lại 40 đó chị. Size đại là 40.000, còn size nhí là nhập vô là 30.000 đó. Cúc, rồi em cúc cho chị rồi nè, cúc cho chị rồi nè. Hai cái. 24, 26, 28 kg. Đỏ 11 cho Tiểu Tương, Tiểu Tương lên số điện thoại giùm em luôn. Tiểu Tương nè, lên số điện thoại. Ok chị. Rồi trắng này 26, 24, 26 kg lên em 3 lỗ mấy chị 19.000. Lấy 3 lỗ lên 3 lỗ nha. 3 lỗ 19 nè, mấy chị mới vô sao nè, chị nào có bé rồi size 22 đến 35 kg vừa lên em đỏ luôn, đỏ kèm số ký nha. Đỏ 19.000 mấy chị, 22 đến 35 kg. Đỏ kèm theo số ký giùm em. Trời ơi trời. Rồi size 14 nè, 30 33 kg vừa. Mã vàng 14 luôn 19.000. Lấy vàng 14 lên vàng 14. Trời ơi, đỏ 11 em hết rồi. 35, 33, 35 kg lên em xám, xám đại nha. Lấy xám đại lên xám đại nè, 19.000 hết mấy chị. Rồi 33, 35 kg luôn, mã xám xét luôn. Xám xét 19.000. Lấy xám xét lên xám xét giùm em. Xám xét 19.000. Ủa này dễ thương quá, này size 13 nè. Lấy vịt lên vịt nha, vịt size 26, size 28, 30 kg. Vàng 14 cho Tiêu Tương. Tiêu Tương 19.000. Rồi lấy vịt lên vịt. Sơ mi xám đại cho Tiêu Tương luôn. Tiêu Tương nè. Rồi sơ mi mấy chị, sơ mi nè, sơ mi. Sơ mi này 33 35 40 kg vừa luôn, sơ mi 345. 35 40 kg nha. 19.000 lên sơ mi luôn. Chị lấy sơ mi lên sơ mi. Sơ mi 19. 20 22 nè, sắm xét cho Tuyết Nhi Huỳnh. Tuyết Nhi Huỳnh 20 22 kg vừa lên mã biển, chị lấy biển 9 lên biển 9. Biển 9 nha. Trời ơi 19.000 cái áo. Lên mã biển 9 nè. Rồi 8 kg 9 kg, vịt cho Tiêu Tương. Vịt cho Tiêu Tương nè. 19.000. Rồi mã 1, chị lấy mã 1 lên mã 1 nha. 8 kg 9 kg vừa. 19.000 mã 1 nè. Biển 9 cho Hương Nguyễn. Biển 9 cho Hương Nguyễn. 20 22 kg luôn, lên em là mã tôm mì luôn, tôm mì 19.000. Mã 1 cho Hương Nguyễn luôn. Tôm mì lên tôm mì. Size 12, 26 28 kg vừa nha, mã nâu 12. Chị lấy nâu lên nâu 12 nè. Nâu 12 mấy chị.
lên mã nâu 12 giùm em. Trụ này em còn 25 cho đến là 30 kg, trụ còn 25 đến 30 kg, vừa lên mã trụ kèm số ký 25 đến 30 kg nha. Hello chị Linh Trần, rồi lên em trụ kèm số ký nè, 25 đến 30 kg vừa 19.000 luôn. Lấy trụ lên trụ nha, nâu 12 cho tiêu tương, trụ 30 cho tiêu tương luôn nè, 19.000. 12 13 kg mấy chị, trụ 30 em hết rồi. 12 13 kg lên mã đen 4 nè, 19.000. Chị lấy đen 4 lên đen 4, trời ơi sale cái áo 19.000, chia sẻ like hiển thị logo lên mấy chốt mấy chị ha. Mã đen 4 19.000. Đen này 26 28 kg nè. Lên em mã đen này có size từ 26 cho đến là 32 kg vừa. Mã đen đại kèm theo số ký em luôn. Chị lấy đen đại lên đen đại nè. Đen đại 19.000. Này sale áo siêu sốc luôn, chị lấy đen đại lên đen đại nha. Đen đại 19.000 giùm em nè. Mã đen đại kèm số ký 19.000. Rồi bé gái còn size 4 với size 8. Gái lên em tím 4 với tím 8 nha, tím 4 12 14 với lại tím 8 20 22 kg. Đen 4 cho Candy zoom nè, 12 13 kg chị nha, 19.000. Rồi lên em là mã tím, trụ 27 cho Bin 27 cho Bin nè. Bin 19.000. Rồi tím lên tím mấy chị, tím 19.000, size 4 với size 8. Giờ lấy tím lên tím, tím 19.000. Hello chị Thanh Trần nè, nhanh tay hốt có duy nhất bữa hôm nay thôi mấy chị. Tím 22 chị Linh Trần 19.000. Rồi 20 22 kg luôn, đen 8 nha, đen 8. Phải đen 8 lên đen 8 nè. Lên em mã đen 8 mấy chị. Chị Giang Hồ còn cái đen tím 4 thôi, còn cái tím 4 thôi à. 26 28 kg, xanh đậu nha. Xanh đậu tím còn một cái thôi mấy chị, tím còn một cái thôi à. Chị lấy xanh đậu lên xanh đậu nè. Xả gọi là xả banh sát luôn. Trời ơi cái áo này bán 19.000 rồi là mới là khủng khiếp nè. Hàng này su chin nè mấy chị, size 10 12 kg vừa lên mã trắng 3. Trắng 3 19.000. 24 26 kg. Mã đỏ 10 luôn, chị lấy đỏ 10 lên đỏ 10 nè. Xanh đậu này size số 12 thôi. Xanh đậu cho tiêu tương. Rồi bớm cam 10 nha. Trắng cho Thương Nguyễn nè. Thương Nguyễn 19.000. Rồi tím 10, cam 10 size 22 24 26 kg. 24 26 kg. Chị lấy tím cam 10 lên cam 10 nè. Tím 24 26 kg luôn. Lên em tím nè. Chị lấy tím lên tím. Rồi cái áo này dễ thương lắm. 18 20 kg vừa nha, size số 8 lần đó, size số 8 lần, nhưng mà em trừ hao. Chị nào lấy lên em là mã nắm đi. Mã nắm 18 20 kg. Mã nắm 19.000. Lấy nắm lên nắm nè. Tím là Nguyễn Đăng Chi nè. Nguyễn Đăng Chi. 22 24 kg, hồng cho Thương Nguyễn nè. 22 24 kg. Mã xoắn nha, chị lấy xoắn lên xoắn. Lên mã xoắn. Chị lấy xoắn lên xoắn nè. Trời ơi nó đẹp. 30 32 kg vừa, mã vàng 14 luôn. Vàng 14 19.000. Nắm em hết rồi. Xoắn cho Thương Nguyễn nè. Thương Nguyễn. Rồi 26 26 28 kg, nắm em hết rồi. 26 28 kg lên mã vàng 11. Vàng 11 mấy chị. Size này size số 8 nè. Size số 8 nha. 20 21 kg vừa, mã bớm luôn. Chị lấy bớm lên bớm nè, bớm 19.000. Xả siêu sốc luôn á. 30 32 kg vừa, đỏ 14. Lên đỏ 14 giùm em. 26 27 kg mấy chị, đỏ 11 nè. Lên mã đỏ 11. Vải toàn là hàng chính phẩm hết. 12 14 kg vừa, mã đỏ 4 luôn. Đỏ 4 nha, chị lấy đỏ 4 lên đỏ 4 nè. 12 14 kg, 12 14 kg đúng rồi. 24 26 kg, mã đen 10, hình chiếc xe nè. Lấy đen 10 lên đen 10. Bớm cho Trần. Bớm nè. Bớm cho Trần Loan, cái đỏ đó. Đỏ lại đây, đỏ lại đây. Ừ. Bớm cho chị Trần Loan. Đỏ 11. Đỏ 11 chị Linh Trần. Trời ơi là trời, nó đẹp kinh khủng khiếp luôn. Đen 10 cho Tiêu Tương.
đang mùi cho tiêu tương à. Thật sự luôn, nói để này cho Tony mặc trời. 8 đến 10 kg vừa lên em mã đỏ 1 nè. Chị lấy đỏ 1 lên đỏ 1. Bàn 14. Bàn 14 cho tiêu tương nè. 8 đến 10 kg mấy chị. 8 10 kg nha. Mã gấu, gấu lấy gấu lên gấu nè. Lên gấu giùm em. 8 đến 10 kg vừa. 10 12 kg lên em là trâu luôn, chị lấy trâu lên trâu nè. Vàng cúc nãy em lấy chị hai cái mà, nãy em lấy chị hai cái mà. À vàng cúc nè, vàng cúc chị Giang Hồ nè. Ok chị Giang Hồ. Đỏ cho Thương Nguyễn nè. Thương Nguyễn có chia sẻ nè, Thương Nguyễn chia sẻ, Phương Trần không chia sẻ nè, không chốt được nè. Ba cái luôn. Ừ. Gần gì đó. Mã đỏ 1 cho Thương Nguyễn. Gấu. Gấu chị Trâm Huyền, gấu chị Trâm Huyền. Rồi, trâu lên trâu mấy chị nha, 10 12 kg vừa mã trâu nè. Mã trâu. Mã nào em qua rồi là không like lại nữa ha. Trời ơi, xanh lá đẹp quá. Xanh lá này là 22 đến là 26 kg vừa. Mã lá kèm ký nè. Lấy lá lên lá kèm ký mấy chị. Mã lá kèm hai số ký giùm em nha. Lá lá kèm ký. Mười tám hai mươi ký lên em sọc luôn, chị lấy sọc lên sọc nè, lấy sọc lên sọc. Áo cổ em ít lắm, lá 22 chị Linh Trần, 22 Linh Trần 19 ngàn. Lá 26 cho tiêu tương, tiêu tương 19 ngàn. Lá em hết luôn cô ba Trần ơi. Rồi sọc, sọc này từ 16 đến 20 ký vừa lên, mã sọc kèm số ký nè, lấy sọc lên sọc. Chị Dung Trần mạng chậm rồi, sọc kèm theo số ký giùm em nha. Rồi vịt, vịt 24 26 kg vừa, vịt 19 ngàn. Sọc cho Thanh Trần, Thanh Trần 19 ngàn. Vịt 24 22 24 kg thôi, 22 24 kg lên mã vịt. Bớm, bớm này còn bớm 8 nè, bớm 8 chị lên bớm 8 nha. Bớm size 8 với lại là bớm size 1, size 8 kg 9 kg với lại là size 20 22 kg vừa, lấy bớm lên bớm luôn 19 ngàn. Trời sale sốc luôn á, bớm 19 ngàn giùm em. 26 28 kg nè. 24 26 à, 24 26 lên em cô gái. Cô gái mấy chị. Cô gái nha. Trời ơi. À, sọc 48 là gì? Bớm 1 chị Linh Trần. Bớm 1 chị Linh Trần. Linh Trần. Cô gái chị Linh Trần luôn. Rồi 8kg 9kg vừa mấy chị. Size này size số 3 lận nha. Mã nắm luôn 19 ngàn. Lấy nắm lên nắm nè. Nắm, nắm 19 ngàn. Nãy Thương Nguyễn có đó rồi. Lên mã nắm em chưa báo sao. 22 24kg size số 9. Mã hồng 9. Lên hồng 9 mấy chị. Hồng 9 giùm em. Rồi cô gái này có 20kg luôn nè. Cô gái có 20 cho đến là 25kg. Nắm, nắm chị Linh Trần luôn. Nắm cho Linh Trần nè. Trần Lan mạng chậm rồi. 20 cho đến là 25kg vừa. Cô gái kèm số ký. Lấy cô gái kèm theo số ký giùm em. Cô gái kèm số ký mấy chị. 19 ngàn thôi, xả siêu sốc luôn nha. Chưa lên ngố, bây giờ em lên ngố nè. Bây giờ em lên bộ cho nè. Trời ơi 8kg, 8kg 9kg nè. Lấy lên em mã tim đi. Chị lấy tim lên tim nha. Tim 19 ngàn. Tim 19 em sale hết mấy cái đống áo này. Rồi em lên bộ cho mấy chị nha. Bộ ngày hôm nay em xả luôn 29 ngàn. Giang Hồ có hai cái sọc, sọc 4 với 8 là gì em không hiểu. Sọc đó em có size từ 18 đến 16 đến 22 à. Cô gái hai cái cho Thanh Trần. Thanh Trần nè. Hồng. Hồng chín đúng không? Hồng chín phải không Thùy ơi? Hồng chín đúng không? Lên đúng mã em mấy chị nha. Tiêm cho Thương Nguyễn nè. 16 17 kg mấy chị. Mã số 6 luôn, chị lấy số 6 lên số 6. 9kg đến 10kg vừa nha. Mã vàng, chị lấy vàng lên vàng. Tim hết tim rồi, rồi lên vàng. Bớm. Bớm này size 6 nè. Sọc em còn 2 cái chị. Sọc còn 2 cái. Sọc em còn size 14, 16, 18kg. Với 18, 20. 22 luôn, 22 luôn. Hồng 3 lỗ hết luôn á. Vậy hả? Hết rồi. Chọn mã khác nha Thùy nha. Vàng.
vàng vàng chị Linh Trần nè. Rồi bướm 6, mã 6, mã 6 chị Trần Loan luôn. 6 chị Trần Loan nè. Ok, hai cái chị Thoa Nguyễn. Thoa Nguyễn. Rồi lên em là mã tim nè. À, mã bướm 6 mấy chị, 16 17 kg vừa nha. 19.000. 30 32 kg luôn. Mã cúc 13. Chị lấy cúc 13 lên cúc 13 luôn. Rồi 8, lên em là cam 8 nè. Lấy cam 8 lên cam 8. Mã cam 8 mấy chị. Lên em cam 8 nha. Dạ ok chị Hoa Nguyễn. Em like xong bữa nay nữa em ship nha. Rồi cam 8 cho Thương Nguyễn. 18 20 kg vừa nè, mã bớm 6 luôn. Chị lấy bớm 6 lên bớm 6. Rồi bộ, bộ nha, bộ bình thường 39.000 đó. Size này size 7 nè. 18 20 kg vừa, xem mấy chị 29.000 luôn. Lên em mã bộ 7 đi, bộ 7 nè. Rồi bộ 3 10 12 kg vừa. Bộ 3 10 12 kg 29.000. Rồi bộ có 29.000 thôi mấy chị, còn rẻ hơn hàng chợ nữa, hàng chợ đó 35.000 bộ rồi. Rồi lên em là mã bộ 3 luôn. Rồi 67 18 20 kg nha, 29.000 luôn. Chị lấy 67 lên 67 nè. Mã 67. Bộ bé trai, em bé trai bé gái gì em sale hết luôn, sale khủng khiếp luôn. Size 5 nha, 14 15 kg vừa nè. Mã lính. Chị lấy lính lên lính giùm em luôn. Mã lính nha, lính 29.000. Bộ có 29.000 thôi, không hốt là cực kỳ tiếc luôn. Size này 10 11 kg vừa nè. Mã vàng 3. Chị lấy vàng 3 lên vàng 3. Chia sẻ like em chị ơi, 67 chị Hoa Nguyễn nè. Vàng 3, 67 cho hết rồi Du Du ơi. Lính cho Du Du. Du Du nè, 29.000. Lính em hết chị Linh Trần. Rồi 18 20 kg luôn, mã mèo đi, mã mèo. Vàng 3 cho Liên Trần. Liên Trần chia sẻ like giùm em luôn mấy chị ơi. Chia sẻ like em nha. 18 20 kg. 18 20 kg nè. Em không có sơ sinh có mấy mẫu không? Có mấy mẫu không? Biển 7 mã 7 mấy chị nha, mã mèo 7. 18 20 kg vừa. Chị lấy mèo 7 lên mèo 7 nè. Xả siêu tốc luôn. Đây bộ bé gái. Trời ơi vải nó đẹp lắm luôn á, vải nó siêu đẹp luôn. 12 14 kg vừa luôn, lên đỏ, chị lấy đỏ lên đỏ nè. Đỏ, đỏ, đỏ 4. Đỏ 4 nha, rồi đỏ 3 luôn mấy chị, đỏ giống vậy mà size 3 luôn. Đỏ 4 với lại đỏ 3 là từ 10 cho đến là 14 kg đó. Lấy đỏ lên đỏ giùm em. Rồi hồng, hồng 29.000 luôn, size là hồng này là size từ 12 cho đến là 17 kg. Hồng 12 đến 17 kg. Đỏ cho Thương Nguyễn là 29.000. Hồng 12 cho đến là 17 kg. Cái đó để chụp hình cho Huyền Linh nha, chứ có hai ba có 5 6 mẫu like không có để ở đây á. Rồi lên em hồng nè. Vải đẹp lắm mấy chị, 29.000. Hồng 12 cho đến 17 kg vừa, 29.000 lên mã hồng giùm em. Lấy hồng lên hồng 29.000. Trời ơi xả hàng siêu sốc luôn á. Hồng 12 cho Thương Nguyễn. Hồng size 4 với size 8, hồng không có size 4, không có size 4, không có size 8. 20 22 kg, 29.000. Lên cam, lấy cam lên cam 8 nè. Chị lấy cam 8 lên cam 8 nha, bộ có 29.000 thôi à. Mã cam 8. Rồi bé gái nè, bé gái size 8 nè. 20 22 kg vừa, mã đỏ 8. 29.000 bộ, chị lấy đỏ 8 lên em đỏ 8. Rồi lá 8 luôn. 20 22 kg, lá 8, cam 8 cho Thanh Trần. Hồng 12 cho Phương Trần. Hai cho Phương Trần. Cam Liên Trần hết rồi. Hồng 17 kg không, hồng 17 kg. Hồng 17 kg cho Trần Thúy Hiệp. Trần Thúy Hiệp. Lá 8. Lá 8 chị Linh Trần. Rồi xám 8 luôn, xám 8 nha. Xám 8 nè. Xám 8. Nhung Phạm chốt sao không à, 20 22 kg vừa luôn, xám 8. Xám 8 có 2 bộ nè. Chị lấy xám 8 lên xám 8 mấy chị. 29.000. Mã xám 8. Bộ này còn nguyên ri luôn. Hàng này 39.000 á, xem mấy chị luôn 35.000. Size 8 đến 25 kg vừa. Lên em mã cam kèm theo số ký nè. Trời ơi, đẹp nhức nhối luôn. Lên em mã cam kèm theo số ký nha. Size 8 cho đến là 25 kg vừa, 25.000 chị nào lấy 35.000. 35.000 lên em mã cam nè. Cam kèm theo số ký giùm em, trời hình siêu nhân nữa, 35.000.
vải dày dặn đẹp luôn. Size 8 cho đến là 25kg. Chị nào lấy cam lên cam giùm em nha. Mã cam 35.000. Rồi có màu xanh biển luôn nè. Xanh biển luôn, chị lấy biển lên biển. Cái vải nó đẹp cực kỳ luôn. Size 8 cho đến là 20. Biển này em có size 8 đến 24kg. Chị nào lấy biển lên biển nha. Lên em mã biển nè, 35.000. Rồi ôi, vải đẹp lắm luôn mấy chị. 35.000. Form siêu đẹp luôn nha. Phương Trần có hồng nè. Chị nào lấy biển lên biển luôn. Lên em mã biển. Biển với lại là cam mấy chị, 35.000. Cam 25kg cho tiêu tương. Tiêu tương nè, 35.000. Chị nào lấy cam nữa lên cam giùm em, 35.000. Rồi vải đẹp nhức nhói luôn. Lên mã cam nha. Lấy cam lên cam nè. Rồi còn biển cam 12 cho vỏ hồng là lên số điện thoại giùm em luôn. Vỏ hồng. Vỏ hồng 35.000. Chị nào lấy cam nữa lên cam. Cam với biển mấy chị. 18-20kg lên em là màu biển 7 nha. Biển 7 nè. Biển 7 18-20kg vừa. Biển 8kg cho Liên Trần. Biển cho Liên Trần. Liên Trần 35.000. Cam 13 cho Maria Bảo Hân. Ok, Maria Bảo Hân 35.000. Rồi biển 7 mấy chị nha. Biển 7 nè, 18-20kg. Rồi màu lạ đi, màu này màu xanh lạ nè. Chị lấy xanh lạ lên xanh lạ, 18-20kg luôn. Lên em xanh lạ luôn, 35.000. Hàng này hàng gọi là mới về luôn. Trời ơi, vải nó cực kỳ đẹp luôn. Hàng này là bao xốp mấy chị luôn nha. Size 8 cho đến là 22kg vừa nè. 39.000. Chị nào lấy vàng lên em mã vàng kèm số ký. Lên vàng kèm số ký giùm em, 39.000. Hàng vải nó cực kỳ cao cấp luôn mấy chị nhìn nè. Hàng này toàn bộ đều là hàng Gimbori hết luôn nha. Thị trường là phải 59.000 một bộ. Nên em xem mấy chị 39.000 nè. Lên em là mã biển 7 cho Maria Bảo Hân luôn. Lên mã vàng kèm theo số ký giùm em. Maria Bảo Hân nè. Rồi lên em vàng. Lấy vàng lên vàng nha mấy chị nhìn nè. Hàng siêu cao cấp luôn. Vàng cho Liên Trần. Vàng cho Liên Trần. Chị nào lấy vàng nữa lên vàng, 39.000. Mã vàng kèm theo ký giùm em mấy chị. Size 8kg đến 22kg. Vàng 12 cho vỏ hồng. Vỏ hồng nè. Lấy vàng lên vàng nữa giùm em. Vàng size còn từ 13kg cho đến là 22kg vừa. Vàng còn 13 đến 22kg. Chị nào lấy vàng lên vàng nha. Trời ơi, đẹp quá à. 39.000 mấy chị. Vàng 39.000. Vải siêu đẹp luôn. Lấy vàng lên vàng kèm theo số ký giùm em. Có mấy bộ bé gái, bộ ngố nè. Bộ ngố bé gái nè. Vàng 13 cho Maria Bảo Hân. Maria Bảo Hân 39.000. Rồi 20-22kg vừa. Bộ ngố bé gái chị nha. Dễ thương chưa. 35.000 luôn. Lên em là mã hồng 8. Mã hồng 8 nè. Hàng này em bán 45.000 đó. Nên em sale giảm 10.000 bộ mấy chị luôn. Hồng 8 35.000. Lấy hồng 8 lên hồng 8 nha. Rồi vịt. Vịt còn size 10kg cho đến là 16kg vừa. Vàng 22 cho Maria Bảo Hân là 2 bộ luôn. Maria Bảo Hân vỏ hồng có rồi nè. Rồi lên em là mã vịt. Chị lấy vịt lên vịt nha. Quá trời là hot hit cái mẫu này luôn. Size 8kg cho đến size 10kg cho đến là 16kg. 10 đến 16kg vừa. Hồng 8 chị, hồng 8 cho Liên Trần. Hồng 8 là size số 8 nha, là 22 kg. 35.000. Hồng 8 em hết. Rồi mã sen đi, mã sen nè. Sen này còn 18-20kg với lại là 8 đến 10. Vịt 16 cho Hân Cưng. Hân Cưng nè. 35.000. Rồi hồng mã sen chứ, mã sen nè, sen còn sen 3 với lại sen 7. Sen còn là 3 với 7 nha, chị nào lấy sen 3 lên sen 3. Sen 7 lên sen 7, 35.000 bộ. Mẫu này quá đẹp. Rồi vịt luôn. Vịt này còn 3, vịt còn 3 với lại 7 với 8. Sen 20kg cho Maria Bảo Hân nè. 35.000. Sen 3 chị Linh Trần. Linh Trần. Rồi còn vịt luôn. Vịt còn vịt 3, vịt 7 với lại vịt 8. Vịt còn 3, 7, 8 nha. Form này nó to lắm mấy chị. Form này to lắm. Size số 8 là phải 24kg luôn á. Rồi lấy vịt lên em vịt nè. Size 8 đến 10. Size 8 đến 10 với lại là 18 đến 24kg vừa. Sen 11 hết rồi nè Ngọc Huyền ơi. Rồi lấy vịt lên vịt nè. 35.000. Gấu. Gấu này còn gấu 3 với biển nha. Biển còn biển 3 với biển 8 nè. Sen 13 hết, sen 3 hết. Hết sen rồi qua vịt đi mấy chị. Vịt 3 chị Linh Trần nè. Qua vịt giùm em đi. Vịt còn vịt 3, vịt 7 và vịt 8 nha. Rồi biển. Rồi dễ thương quá, 35.000 nè. Biển còn biển 3 với biển 8 luôn.
biển còn biển 3 với biển 8, cho nào lấy biển 3 lên biển 3 nè, biển 8 lên biển 8 nha. Biển 3 và biển 8. Biển 3 cho Thanh Tuyền. Thanh Tuyền là 35.000. Còn biển 8 rồi tím. Tím này 20 22 kg, form to cực kỳ luôn, cho nào lấy tím lên tím nè. Tím 20 22 kg vừa. Mã tím nha, 20 22 kg. Với lại là màu vịt này còn vịt 3 với lại là vịt 4 nè. Bơ, màu bơ đi, biển 3 hết rồi. Hết biển 3, huyền chậm quá vậy. Rồi, vịt tím cho Liên Trần. Liên Trần 35.000. Vịt mấy chị nha, vịt nè, size này là 8 đến 13 kg vừa. Vịt còn vịt 3 với vịt 4, màu vịt này nó quá đẹp luôn á, 35.000. Lấy vịt lên vịt kèm theo số ký giùm em, 35.000, vịt 35. Mã vịt 35.000. Kèm ký giùm em, vịt kèm ký 35k. Bộ 3D hàng cao cấp cực kỳ luôn nha. 3D này hàng mắc cực kỳ. Để xíu em lên, 3D đó xíu em lên. Rồi còn lẻ size nè, lẻ size này em sale cho mấy chị giá hết hồn luôn. Lẻ size em năm nói sale lẻ size nha. Lẻ size size này còn 8kg cho đến là 12kg vừa nè. 8-12kg vừa sọc luôn. Sọc mấy chị, sọc 35.000, chị lấy sọc lên sọc giùm em nè. Bộ có tay nè, 39.000 sale 35.000 đó, size 8kg cho đến là 12kg nha. Mã sọc 35. Chị nào lấy sọc lên sọc kèm theo số ký giùm em nè, sọc 35.000 nè. Rồi vàng 8 nè, vàng này 20-22kg vừa, form to luôn. Form rất là to nè, vàng 35.000. Sọc 12 cho vỏ hồng. Vỏ hồng 35 nè. Vịt 14kg cho Phùng Nguyễn Thị lên số điện thoại giùm em luôn. Phùng Nguyễn Thị nè, size số 4 nha. Sọc 13 em hết. Sọc 13 em hết. Rồi vàng 8, chị lấy vàng 8 lên vàng 8 nha. 22kg vừa, 35.000. Vàng cho Thanh Trần, Thanh Trần 35. Rồi bộ cam, bộ cam này nãy giờ chưa lên mấy chị nha. Cam này là hàng mới luôn á. Size này là 12 cho đến là 17kg vừa. Sọc 12 em hết. Sọc còn 8-10 chị Dung Trần ơi. Rồi lên cam nè, cam thể thao mấy chị, tay phối nè. Mã cam kèm số ký size 12 cho đến là 17kg vừa. Cam kèm theo số ký 35.000. Rồi ôi, bộ hoạt hình cam 17 cho Trần Thúy Hiệp. Trần Thúy Hiệp 35.000. Rồi còn này là 16-17kg vừa nè. Cam 17 hết rồi, em còn cam 13 thôi, em còn size 5 á. Vàng 6 35.000, bộ hoạt hình trai gái đều bận được nha. Mẫu này hot cực kỳ luôn á. Còn đúng một bộ, lấy vàng 6 lên vàng 6 là 35.000. Rồi mã lá này còn size 15kg cho đến 25kg. Lá còn 15 đến 25kg vừa nè, lên mã lá luôn. Chị lấy lá lên lá nha, vải dày dặn đẹp lắm luôn mấy chị. Lên mã lá kèm theo số ký. Cam 13 cho Maria Bảo Hân. Maria Bảo Hân nè. Rồi lên em là mã lá, chị nào lấy lá lên lá, size 15 cho đến 25kg vừa. 15 đến 25kg. Cam 14 em hết, cam em hết rồi. Còn mã lá, chị lấy lá lên lá. Lá 15 cho vỏ hồng nè. Vỏ hồng. Bộ vàng hết, bộ vàng rồi. Úc Thủy ơi, bịch cam. Bịch cam Trần Thúy Hiệp, bỏ cái của Trần Thúy Hiệp lại đây cho chị. Cái màu cam á. Màu cam ngay tay em nè. Ngay tay nè. Ờ đúng rồi. Em còn bộ cam 17 nè. Cam Trần Thúy Hiệp không có nha. Cam em không có 10. À đây. Nè, cam Trần Thúy Hiệp 17 kg nè. Rồi từ từ. Lá 22 cho Maria Bảo Hân. Maria Bảo Hân nè. Em còn một cam 17 nè. Cam 16, 17 cho nào lấy cam lên cam nè. Mã cam 6 giùm em nha. Cam 6 35.000. Lấy cam 6 lên cam 6. Rồi bộ này đẹp lắm. À bộ vàng. Bộ vàng cho Úc Thủy. Úc Thủy 35.000. Rồi tím. Tím size 8kg cho đến là. Tím size là từ 8kg cho đến là 17kg. Chị lấy tím lên tím nè, 35.000. Form thể thao cái quần. Bộ vàng vịt, bộ vàng hoạt hình đúng rồi. Rồi ok lên tím mấy chị. Tím size 8kg đến 20. Tím size 8 đến 17kg vừa nha. Tím size 8 17kg 35.000. Mấy cái quần form đúng đẹp luôn. Lấy tím lên tím. Tím, tím 35.000. Mã tím kèm theo số ký giùm em 35.000 nè. Còn bộ tôn size size 9kg 10kg đi, 9kg 10kg nè. 19.000 ton luôn, lên ton giùm em luôn. Lấy ton lên ton nha, 19.000. Rẻ hơn sỉ luôn mấy chị. Tím 17 cho Linh Trần. Linh Trần 35 đến 20kg luôn. Đến 20kg luôn, Linh Trần 35. Tím 12 chị Dung Trần. Dung Trần.
12kg nè. Tím 9kg chị Phương Nguyễn nè. Hello chị Phương Nguyễn. Chị Phương Nguyễn. Phương Nguyễn 35. Rồi bộ tôn chị Phương Nguyễn luôn. Em hết tôn. Rồi chị nào lấy màu nào nữa lên mà nói em 35.000 nha. 35.000. Còn bộ đỏ hạt hình. Bộ đỏ còn size 6 luôn, 16 17kg vừa lên đỏ. Đỏ mấy chị. Đỏ đỏ 6 nha, 35.000. Bộ này 35.000 không tìm đâu ra đâu. Cái bộ tôn đó là 19.000. Rồi lên em đỏ mấy chị, lấy đỏ lên đỏ nè. Đỏ 35.000. Đỏ 35 nha. Size này 15kg đến 22kg vừa nè. Màu biển luôn, 35.000 cho lấy biển lên biển. Rồi bộ này 35.000 mấy chị. Lên em biển nha, 17 cho đến là 22. 17 16 cho đến là 22kg vừa. Lên em là mã gì đó, mã biển kèm theo số ký. 35.000 lấy biển lên biển. Biển 35. Bộ bé gái, bộ thổ cẩm, bộ hàng Quảng Châu luôn á. Size này là 9kg, 10kg vừa nè. Lên em thổ cẩm luôn, 29.000. Lấy thổ cẩm lên thổ cẩm nha, 29.000. Quần bo Aliba nè. Biển 22 cho Maria Bảo Trân. Maria Bảo Trân 35.000. Rồi lên em thổ cẩm. Lấy thổ cẩm lên thổ cẩm nha, size 9kg, 10kg. Rồi còn vàng luôn, vàng này là 8kg, 9kg vừa nè. Lên em vàng 29.000. Set phía sau lính 59.000. Thủy ơi, size 8 đến 22kg vừa. 35 đúng không? Ừ, cái đó 35. Lấy vàng lên vàng em nè, 35.000. Vàng kèm theo số ký mấy chị, 35k. Nhà bên em gọi làm sale shop, sale tất tần tật luôn á. Rồi bộ đỏ. Bộ đỏ này đẹp lắm luôn. 59.000. Thổ cẩm 10kg. Thổ cẩm 10kg cho Maria Bảo Trân nè. Biển 14 15kg nha, 15kg nha. 35. 35. Biển 15kg nha, Phụng Thi Nguyễn Thị nha. Phụng Nguyễn Thi nè. Rồi, bộ hàng cao cấp mấy chị, size 8 đến 22kg vừa. Trời ơi. 39.000. Lên mã đỏ kèm ký giùm em nè. Đỏ kèm theo số ký, size 8 22kg vừa, 39.000. Trời ơi, quá là đẹp luôn. Lấy đỏ lên đỏ, đỏ nha. Đỏ 39. Đỏ kèm ký 39.000 mấy chị, lên em đỏ 39k. Đỏ kèm số ký giùm em 39.000. Còn ngố size 6 hả? Còn thổ cẩm 2 bộ chị Trần Lan luôn. Thổ cẩm 29.000, thổ cẩm chị Trần Lan 1 bộ nè. Thổ cẩm Trần Lan 2 bộ nè. Đỏ 14kg cho vỏ hồng. Vỏ hồng 39, cái đó 29. Vỏ hồng Maria Bảo Hân. Maria Bảo Hân 39.000. Chị nào lấy đỏ lên đỏ mấy chị. Vải quá đẹp luôn, 39.000. 39.000, đỏ 17 chị Linh Trần. Chị Linh Trần 39.000. Mùa này không mặc những cái này làm biết mặc cái gì bây giờ đúng không? Lên mã đỏ kèm ký giùm em nha. Đỏ 39. Rồi ngố bé gái nè. Ngố bé gái. Ngố còn size 16kg cho đến 22kg vừa. 16-22kg vừa nha, 39.000. Lấy ngố lên em mã ngố nè. Ngố này quần form dài luôn. 16-22kg vừa. Mã ngố hồng kèm theo số ký mấy chị. Ngố hồng 39.000. Rồi vải siêu đẹp luôn. Nó dày dặn mà nó căng đét luôn. Đỏ 9kg chị Phương Nguyễn. Đỏ 9 chị Phương Nguyễn. Phương Nguyễn 39.000. Rồi lên hồng chị lấy ngố, lấy ngố lên ngố đi. Ngố nha, rồi màu dâu. Lên em mã dâu kèm ký nè. Dâu này size 8 đến 22kg luôn. Dâu 8 22kg vừa. Lấy dâu lên dâu 39.000. Bộ ngố in quần nè, in áo, in tràn hết luôn. Lên em mã dâu kèm ký nha. Maria Bảo Hân 18kg. Maria Bảo Hân 39.000. Dâu, cho lấy dâu lên dâu nè. Quần chín tấc mấy chị, quần chín tấc qua đầu gối một xíu á. Mã dâu kèm theo số ký. Size 8 đến 22kg vừa. Lấy dâu lên dâu 39.000 em nha. Mã dâu, dâu 39. Dâu kèm ký 39.000. Dâu 39. Đây đây. Bộ ba lỗ. Bộ ba lỗ còn size 9kg, 10kg với lại 20-22kg nè. Còn size 3 với lại là size 8. Lên em là mã ba lỗ nha, 35.000. Ba lỗ 35 nè. Size 9kg, 10kg với lại là 20-22kg vừa. Ba lỗ kèm theo số ký 39, 35.000. 35.000. Hồng.
Hồng này hồng 5, 14, 15kg vừa nha. Hồng size 5. Hồng 29 ngàn luôn, lên em mã hồng nè. Hồng 5 nè, 29 ngàn, trời ơi. Rồi biển 5 luôn, 14, 15kg. Biển size 5 nha, 14, 15kg vừa, 29 ngàn. Lấy biển 5 lên biển 5 nè. Vải đẹp lắm, vải cực kỳ đẹp luôn. Biển 5, 29. Lên em biển 5. À biển, biển có size nhỏ nè. Biển có size từ 8kg cho đến 17kg luôn. Mã biển kèm theo số ký nha, 29 ngàn. Mùa này mùa hè rồi mấy chị phải mặc những bộ này nè. Size 8 cho đến 17kg vừa, mã biển kèm theo số ký. Vải nó siêu siêu đẹp. Biển, biển kèm ký giùm em. Biển nha, biển 5 chị Trang Thu nè. Trang Thu 29 ngàn. Rồi vàng ok, phơm to lắm luôn. Biển 5, biển 17kg. Đấy biển 17kg chị. Biển 17kg cho chị Phương Nguyễn nè. Phương Nguyễn. Biển 17kg cho Hoài Nhân. Biển cho Hoài Nhân nè, 29 ngàn. Rồi 35 ngàn nha. 20-22kg phơm rất là to luôn. Bé trai bé gái đều mặc được hết á. Mã cam 8, 20-22kg vừa, cam 8. Lên em cam 8 nè. Ngố, ngố size 6 mấy chị. Ngố 6 nha. Ngố 6 nè, 35 ngàn. 16-17kg vừa. Chị lấy ngố 6 lên ngố 6. Mấy bộ này mùa hè mặc mấy cái này nó mới đẹp mấy chị. Ngố 6, 16-17kg vừa ha. Lên ngố 6 nè. Rồi à, vàng. Vàng còn vàng 8 à, 17kg không à, số 5 là bộ đầu tiên thôi. Còn mấy số sau là 17kg là mặc số 6 chị nha. Số 6 hoặc số 7. Rồi lên em là mã vàng. Chị lấy vàng lên vàng nè. Vàng này 20-22kg, 35 ngàn. Vàng ngốm, chị nhìn cái quần phơm ngố của nó nè. Cái quần phơm cực kỳ đẹp luôn ha. Lên em là mã vàng 35 ngàn. Rồi à, biển 10. Với biển không có 20. Biển không có 20. Ba lỗ này em có nè, ba lỗ hiểu không chị? Ba lỗ này hay là bộ bộ kia? Bộ ba lỗ đó phải không? Rồi đây size này là 20-22kg ha. Mã tim. Chị lấy tim lên tim nè. 20-22kg vừa luôn. Tim 35 ngàn dùm em. Lấy tim lên tim 35 ngàn. 16-17kg size số 6 nè. Mã bơ 6 luôn. Bơ 6 35 ngàn. Chị lấy bơ 6 lên bơ 6 nha. 16-17kg vừa mấy chị. 35. Lên em bơ 6 kèm theo số ký nè. Bơ 6 35 ngàn. Rồi mấy mẫu này vải siêu đẹp luôn. 35 ngàn. Rồi bộ xẻ, bộ ngố xẻ size 5 nè. 14-15kg vừa xem mấy chị luôn. 35 ngàn luôn. Mã ngố 5 luôn. Ngố 5 nha, size số 5. 14-15kg. Ngố 5 rồi 16-17kg nè. Mã biển 6 luôn 35 ngàn. Chị lấy biển 6 lên biển 6. Chị giờ về nhà rồi cái vải này 35 ngàn đảm bảo không ai bán hết á. Biển 6 với lại là biển 5 nè, biển 6 nè, 35 ngàn ha. Biển 6 và biển 5. Rồi bộ bé trai 29 ngàn, size 18-20kg vừa, có màu đỏ nè. Chị nào lấy lên em mã đỏ ha, đỏ 29 ngàn, 18-20kg. Biển 6 cho vỏ hồng, vỏ hồng 35 ngàn. Ngố 5 cho hân cân luôn 35 ngàn. Rồi 18-20kg vừa, mã số 7. Dạ ok chị. Rồi mã đỏ 7, chị lấy đỏ 7 lên đỏ 7 nè. Biển 6 hết rồi hân cân. Mã đỏ 7 mấy chị ơi, đỏ 7, 18-20kg vừa nha, 35 ngàn, 29 ngàn. Đỏ 7, 29 ngàn dùm em. 9kg, 10kg vừa nè, mã lính, lính 3 luôn, 29 ngàn. Lấy lính 3 lên lính 3 mấy chị. Lính 3, 29, 9kg, 10kg ha, mã lính 3. 10-12kg nè, 3 lỗ xanh luôn, 29 ngàn. Lên em 3 lỗ xanh, 29. Đỏ 7, chị Thủy Tô. Thủy Tô, 29 ngàn. Rồi màu xanh 7 luôn, xanh 7 nè, 18-20kg vừa, 29 ngàn. Lấy xanh 7 lên xanh 7. Lính 29 cho Thương Nguyễn. Thương Nguyễn 29, lính chị Phương Nguyễn hết. Rồi màu biển 7, biển 7 18-20kg. Lính hết lính rồi, 18-20kg vừa, 29 ngàn. Lên mã lính 20-22kg nè, xám. Lính 3 hết, 3 lỗ xanh cho Liên Trần. 3 lỗ xanh nè, Liên Trần nè. Xanh 7 hết. Hết xanh 7 rồi còn biển 7. Liên Trần 29. Còn biển 7. Biển 7 mấy chị. Đỏ 7 cho Ngọc Bích lên số điện thoại luôn. Ngọc Bích 29 ngàn. Rồi xám là 20-22kg vừa. Mã xám 8. Trời ơi vải đẹp quá đẹp luôn. Bé gái có biển 7. Biển 7 chị Thủy Tô. Ok chị. Anh Trần. Ờ 68 lên 68 á chị. Biển 7 hết rồi chị Phương Nguyễn mạng chậm vậy.
Còn màu này lên em làm mã, mã chuột đi, mã mèo, mã tôm nè. Tôm 7, chị lấy tôm 7 lên tôm 7 nha. 18-20kg, 29.000 tôm 7. Còn màu đang hóng bé gái đang mua. Ok chị, đem lên bé gái luôn. Lên tay dài nè, lên tay dài, nên lên xe tay dài luôn. 88 cho Thương Nguyễn. Thương Nguyễn, Thương Nguyễn 29. Size 3 nha, biển 3. Biển 3 nè, 10-12kg vừa. Tôm 7 cho chị Phương Nguyễn 29. Rồi biển 3. Biển 3 mấy chị. Đỏ 7 còn bộ cho nào hốt em luôn. Đỏ 7 nha, 18-20kg vừa nè. Đỏ 7 29. À, 20-22kg. Mã đỏ 8, bé gái đỏ 8 29.000. Lên đỏ 8 giùm em 29. 12-14kg. Mã đỏ 4, đỏ 4 mấy chị. À, biển 3 cho Liên Trần. Biển 3 cho Liên Trần. Đỏ 7 chị Phương Nguyễn. Đây chị Phương Nguyễn. Rồi lên em đỏ, đỏ 4 nè, đỏ 4 nha. 29.000. Đỏ 4 với lại đỏ 8. Đỏ 4 và đỏ 8. Bộ dài, bộ dài xe sóc luôn. 29.000 luôn, size từ 8kg nè. 8kg cho đến là 12kg vừa. Xám kèm theo số ký 29.000, vải rất là đẹp luôn mấy chị nha. Xám 29 nè. Xả sóc bộ dài luôn, size 8 cho đến là 20, size 8 đến 12kg. 8-12kg nha, bộ caro trên tường dạ 59.000 chị. Size 8 đến 20kg vừa caro trên tường. Rồi xám nè, dài 12 cho vỏ hồng. Vỏ hồng 29.000. Bộ dài 29.000, trời ơi. Xám chị Phương Nguyễn. Phương Nguyễn 29. Rồi còn xám một bộ, giờ lấy xám lên xám. Rồi lên em là mã chim đi, mã chim này còn bộ chim. Sai đâu rồi? Chim này còn size 9kg 10kg nha. Chim này còn 9kg 10kg nè, 29.000, giờ nào lấy chim lên chim luôn. Mã chim 29.000. Vàng. Vàng này 14-15kg. Vàng 14-15kg vừa nè. Lấy vàng lên vàng nha. Bộ dài em đem sale sóc luôn 29.000. Lên em mã vàng kèm theo số ký nè. Chim chị Phương Nguyễn, Phương Nguyễn 29.000. Rồi lên em vàng. Vàng 29. Sọc. Sọc này size 8kg. Lên mã sọc luôn mấy chị. Sọc nè. Size 8kg cho đến là 13kg vừa. Giờ lấy sọc lên sọc. Vàng chị Trang Thu 29.000. Vàng em hết vàng. Sọc này 8 cho đến 13kg, cho nào lấy sọc lên sọc giùm em nha. 8 13kg thôi à. 29.000 bộ dài mấy chị ơi. Mã sọc kèm theo số ký nè. Sọc 29.000. Xả sóc luôn. Rồi hồng. Hồng này còn size 8. Sọc 9kg chị Phương Nguyễn. Nè nè. Sọc chị Phương Nguyễn. Sọc 12 cho Thanh Tuyền. Thanh Tuyền. Vàng hết vàng rồi, chị Tiết Như hình mạng chậm quá. Rồi hồng. Hồng size 8kg cho đến là 13. Hồng 8 cho đến 18kg. Hồng 8 đến 18kg. Chị lấy hồng lên hồng là 29.000. Hồng 29.000 nha, 8 đến 18kg. Sọc tới ai rồi? Thanh Tiền. Thanh Tiền. Sọc cho Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng. Sọc vỏ hồng hết. Còn một bộ sọc 8kg 9kg này, cho nào lấy sọc lên sọc nha. Hồng lên hồng em luôn. Hồng. Hồng cho Linh Trần. Hồng chị Linh Trần. Linh Trần. Chị nào lấy hồng lên hồng, hồng đến 18kg mấy chị. Hồng vải đẹp lắm luôn á. Size 8 đến 18kg vừa. 29.000 một bộ dài. Mã hồng kèm theo số ký giùm em nè. Hồng 29. Hồng chị Dung Trần. Hồng cho Dung Trần. Hồng 29.000, chị nào lấy hồng lên hồng. Hồng 29 nha. Size 8kg cho đến là 18kg vừa. 29.000. Mã hồng kèm theo số ký giùm em nè, 29.000. Hồng hồng kèm ký. Rồi mấy bộ sọc này vải siêu đẹp. À, còn bộ vàng nè. Còn vàng nè, chị nào lấy vàng lên vàng nè. Vàng lên vàng em nha. 29.000. Màu vàng này màu cuối cùng rồi. Màu vàng cuối nè, vàng. À, hồng 16 cho Ngọc Bích. Hồng Ngọc Bích nè. 29.000. Rồi vàng.
vàng nha. Size 8kg cho đến là 8 cho đến là 10, 13kg thôi. Vàng này size 8 đến 13kg vừa. À, đồ caro phía sau 59 ngàn chị, 59 ngàn. Rồi lên em vàng nè. Vàng 8kg cho Hoàng Phương Thùy. Hoàng Phương Thùy. Vàng 9kg cho Hoài Nhân, 29 ngàn. Lấy vàng lên vàng mấy chị, 29 ngàn. Vải cực kỳ đẹp nha, vàng 29 nè. Rồi bộ sọc này vải đẹp lắm. Sọc này size là 15kg cho đến là 22kg vừa nè. Vàng 9kg chị Phương Nguyễn. Vàng chị Phương Nguyễn nè. Sọc lên sọc giùm em. Vàng 10kg Úc Thủy. Úc Thủy. Vàng không có 22 chị. Hồng 9kg và 10kg chị Phương Nguyễn. Phương Nguyễn. Phương Nguyễn. Rồi sọc, sọc 15 cho đến 22kg, 29 ngàn. Hàng Gimbori vải nó đẹp lắm á chị, nó đơn giản mà nó đẹp kinh khủng khiếp luôn. Lên em mã sọc kèm theo số ký nha. Hàng này vải giống như hàng của Minh Kim Mơm vậy đó. 15 đến 22kg vừa nè. Caro trắng 11kg. Caro trắng 11kg. Đợi em xíu em lấy cho. Ok chị Nguyễn Hồng nè. Sọc 17 chị Phương Nguyễn. Phương Nguyễn 29 ngàn. Phương Nguyễn 2 bộ. 2 bộ nè. Vàng 12 cho Úc ở gì? Vàng 12 cho Võ Hồng. Võ Hồng. Sọc em hết. Rồi. Sọc này sọc 5 14 15 kg vừa nha. Sắc nách thun lạnh. Để trời giảm không có thun lạnh chị. Rồi Hồng. Mã Hồng mấy chị, Hồng 5 nè, 14 15 kg vừa 29 ngàn. 9kg, 10kg, mã sọc 3. Chị lấy sọc 3 lên sọc 3 nha. Sọc này em còn mấy bộ cuối cùng mà. Sọc 3 nè, 29 ngàn. 9kg, 10kg vừa. Mã sọc 3. Rồi mã biển. Mã biển size 8 đến 10kg vừa. Sọc 5 cho Hưng Cưng. Hưng Cưng 29 ngàn nè. Sọc 5 em hết. Rồi mã biển. Chị lấy biển lên biển. Size 8 đến 10, size 6 đến 10kg vừa. Mã biển size số 2 với số 3 đó. Rồi 15 đến 22kg. Sọc 22 em hết rồi chị. Sọc 3 chị Phương Nguyễn. Sọc 3 chị Phương Nguyễn nè. 29 ngàn. Rồi lên em là màu cuối đi. Màu này màu cuối cùng rồi. Chị lấy cuối lên cuối nè. Mã cuối nha. Cuối size 15 đến 22kg vừa. Mã cuối 15 đến 22kg còn có 2 bộ à. Lấy cuối lên cuối. 29 ngàn. Rồi 18 20kg vừa size số 7 nè. Mã 7 luôn 29 ngàn. Chị lấy số 7 lên số 7 giùm em. 29 màu cuối. Chị Phương Nguyễn lấy 17kg đúng không? Lấy hết. Ok chị Phương Nguyễn nè, lấy hết nè. Rồi lên em là mã số 7 nè mấy chị, 18-20kg. Số 7 chị Phương Nguyễn luôn, 29 nha. Ok chị. Rồi mấy bộ này xả mới là sốc nè. Này còn số 5. Số 5 nè, 14-15kg. Số 7 hết rồi. 14-15kg vừa nè, 35 ngàn. Mã cam 5. Lấy cam 5 lên cam 5 nha. Cam 5 35 ngàn. Rồi cam 4 luôn, 12-13kg vừa. 35 ngàn mã cam 4. Hàng lẻ size nên là gọi là sale siêu rẻ luôn mấy chị. Số 5, số 5 cho Võ Hồng nè. Võ Hồng 35, rồi mã 4, 12-13kg. 35 ngàn nè, trời mấy chị nhìn cái thớ vải của nó nè, siêu đẹp luôn. 35 ngàn, mã đỏ 5. Đỏ 5 nha, ba lỗ mà hàng cao cấp luôn. Em có khoác luôn rồi lên mã đỏ 5 nè. Đỏ 5 35 ngàn. 9kg, 10kg vừa, mã biển 3 luôn mấy chị, 35 ngàn. Chị lấy biển 3 lên biển 3 giùm em, 35. Cam 4 cho Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng 35. Rồi 12-14kg vừa nha. Cam 4, cam 4 em hết. 12-13kg. Lên em mã biển đi. Mã biển này 29 ngàn. Lên em mã biển 29 nha. Rồi bé gái 13kg ok chị nè. Mã biển 29. Rồi 13-14kg là mã lá 4. Mã lá 4 35 ngàn. Chị lấy lá 4 lên lá 4 nè. Lá 4 35. 12-13kg vừa. Lá 4 9kg, 10kg vừa, 29 ngàn. Mã cam 3. Chị lấy cam 3 lên cam 3 nha. Biển 29 cho Hoài Nhân. Hoài Nhân nè, 29 ngàn.
Rồi cam 3 size 9kg 10kg mấy chị. Cam số 3 9kg 10kg vừa là 29.000. Vàng, vàng 9kg 10kg luôn à, vàng này 12, vàng này 12kg là vàng này size to. Mã lá 4 chị Dung Trần, Dung Trần 35. Cam 3 chị Phương Nguyễn 29. Rồi vàng 29.000 size 10-12 nè. Vàng nha, 10-12kg 29.000 mấy chị lên vàng. Vàng 29 nè. Rồi vàng có 2 bộ. Vàng có 2 bộ. Rồi size này 10-12kg luôn lên hồng. Chị lấy hồng lên hồng nè. 10-12kg vừa 29.000. Rồi bộ phối, bộ phối thể thao này trai gái đều bận được nha mấy chị nha. Phối thể thao này trai gái đều bận được 35.000. Size 8kg cho đến là 14kg vừa 35.000 lên mã phối nè. Rồi vải đẹp lắm, hàng này vải siêu đẹp luôn. Size 8kg cho đến là 15kg, 14kg thôi, 8-14kg. Bộ thể thao lên em mã phối kèm theo số ký. Phối 35.000. Mã phối 35. Rồi bộ bé gái. Bộ bé gái size này là size số 3 với lại size 8. Size 8 đến 10 với lại là 20-22kg. 35.000 lên em mã ngố nè. Chị nó lấy ngố lên ngố nha. Ngố 35.000. Nguyễn Đăng Chi bé nhiêu ký vậy chị? Nãy em thấy chọn được gì hết. Rồi lên em là ba lỗ cam. Size 8 cho đến là 14kg luôn. Xem mấy chị luôn 29.000 luôn lên em mã cam. Vải đẹp lắm mấy chị. Vải cực kỳ đẹp luôn. Size 3 với size 4 nha. 8 cho đến là 13kg vừa. Mã cam kèm theo số ký nè, 29.000. Cam 29. Lấy cam lên cam 29.000. Ngày hôm nay mà lát nữa mà còn rớt mẫu nào làm sale hết luôn. Ngố 8kg cho Hoàng Phương Thùy 35.000. À, bé 25kg à. Ok chị. Đây. Nãy giờ tưởng có size nhỏ nhỏ nên là cứ lên size bự. Này 25 đến 27kg mấy chị. 25 đến 27kg nha, 39.000. Ờ 39.000 nè. Lên em mã ngố đại. Chị lấy ngố đại lên ngố đại. Cam 14 cho Linh Trần. Chứ là Linh Trần này Linh Trần khác nữa nè. Linh Trần khác. 5 đến 13kg thôi à. Size này là size số 4 đến 13kg thôi. Đến 13kg mấy chị. Phối 14 cho Phùng Nguyễn Thị. Phùng Nguyễn Thị nè. Phùng Nguyễn Thị 35.000. Cam 13kg cho Ngọc Hân. Ngọc Hân 29.000. Bé gái 10... À ok chị. Ok chị Anh Trần. Phối 14 em hết luôn chị Linh Trần ơi. Cam 13 cho Nguyễn Hồng. Ủa cam đó chị cho ai rồi? Cam đó cho Ngọc Hân. Ngọc Hân lên số điện thoại luôn Ngọc Hân ơi. Ngố vàng. Có ngố vàng 20-22kg. Ở 29. Bộ 39. À bộ 39 cho Nguyễn Đăng Chi nè. Để em lên thêm mấy mẫu nữa cho chị Nguyễn Đăng Chi chọn. Ngố hồng 22. 35.000 cho Tuyết Nhi Huỳnh nè. Tuyết Nhi Huỳnh. Bộ này bộ đại nè. Bộ đại em lên cho mấy chị mấy bộ nha. Lên mấy bộ đại nè. Này 30-35kg lận. Này 30-35kg. 30-35kg nè. Lên em là mã ngố đại. Ngố đại 39.000. Cái đó 39. Ngố đại 39.000. Rồi này 24-26kg vừa nha. 24-26kg nè. Màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc mấy chị 39.000. Lấy xanh ngọc lên xanh ngọc nè. Xanh ngọc 39.000. Ơi bộ này. Ủa bộ này hôm qua chị có người chọn mà Ngọc Anh nè. Này 24-25kg nè chị. 24-25kg nè. Phơm to lắm luôn. 35.000. Mã gấu thì chị nào lấy gấu lên gấu nè. Gấu 35.000 để cho chị chọn cho đủ đơn luôn. Mã gấu 35.000. Rồi ngố hồng của bé gái size 8-22kg vừa nè. Bộ ngố hồng này vải siêu đẹp nha. Vải siêu đẹp luôn. 8-22kg lên em ngố hồng nè. Ngố hồng kèm theo số ký 39.000. Mã ngố hồng 39 mấy chị. Lấy ngố hồng lên ngố hồng 39.000 nha. Xem 13kg. Đồ khác ok chị nè. Thôi bộ. Bộ này đẹp nè. Bộ bé trai nè. Size 8-22kg. Xanh ngọc cho Tuyết Nhi Huỳnh. Xanh ngọc Tuyết Nhi Huỳnh. Tuyết Nhi Huỳnh 39.000. 27kg hả? 27kg không? Này 20-22kg là 39.000 nè. Lên em là mã mèo vàng. Mèo vàng này 20-22kg thôi. 39.000. Ngố hồng 14kg chị Linh Trần. Ngố hồng chị Linh Trần. Linh Trần 39.000. Rồi chỗ màu này đẹp cực kỳ luôn. Size 8-22kg vừa mấy chị. Lên em màu bơ nha 39.000.
bộ thể thao Linh Trần khác hơn. Không, Linh Trần nãy giờ. Ủa Linh Trần khác đó. Linh Trần khác đó. Bơ bơ size 8-22kg vừa nè. Lấy bơ lên bơ nha. Bộ thể thao mấy chị, bộ thể thao này trai gái đều bận được hết luôn á. Nên em mã bơ kèm số ký nè. Mã bơ 39.000. Rồi xám, xám này xám 7 nha, 18-20kg vừa. Mấy mẫu này chưa lên luôn á. Xám 7 là 29.000 nè. Còn bộ số 3 nè. Số 3 này 10-12kg. Lên em là mã số 3 nha. Bộ nam 25-30. Ok chị. Rồi số 3 lên số 3 dùm em nè. Bộ nam. Bộ nam này 26-27kg. À, xanh ngọc. Xanh ngọc. Xanh ngọc không có 22kg. Em có màu mèo vàng. Xám 7 chị Phương Nguyễn. Xám 7 chị Phương Nguyễn 29.000 nè. Bơ 14kg cho Hoàng Phương Thùy. Hoàng Phương Thùy nè. 39.000 nè. Mã số 3. Số 3 cho chị Phương Nguyễn. Phương Nguyễn 29. Coi mã bơ. Bơ size 8 22kg chị, 39.000 nè. Lên em bơ nha. Chị lấy bơ lên bơ. Bơ 39.000. Đây, bộ size đại 49.000 nè. Size này 26-28kg vừa, size số 11 á. Sai đại hàng nạm bữa bán 69.000. Em còn đăng trên trang bay, trang cá nhân luôn á. Chị tin cứ lướt lại xem. Bữa bán 69.000 bộ á. Nè mấy chị nhìn vải nè. Hàng này hàng cao cấp thị trường ai bán mấy chị dưới 100.000. Quay đầu lại đem đền cho gấp 10 lần luôn. Xanh ngọc. Ủa mà xanh ngọc em qua lâu lắm mà ta. Hay là mẫu nào nữa mẹ không nhớ. Rồi lên em mã 11 nè. Mã 11 mấy chị 49.000. Sai đại. Bé trai hàng cao cấp xịn sò luôn nha. Mã... xanh ngọc đó rồi. Lên em là mã 11 nè. Rồi còn cái này mã 11 luôn, 26-28kg. Mã 11, ok. Cái tiêu tương nè, 49.000. Bơ số 7 chị Thủy Tô. Bơ số 7 chị Thủy Tô nè. Ok. Màu xanh, xanh lá, xanh lá. Sorry chị. Rồi lên em là mã biển nè. Biển 11 với chị nha, 26-28kg vừa nè. 49.000. Lấy biển 11, lên biển 11 dùm em. Bộ hè 20-22kg vừa nha. 20-22kg vừa, 49.000 nè. Lên em hè. Ngày nay em like sáng like tối luôn mấy chị nha. Nay like sáng like tối luôn. Nên chị nào chưa đủ đơn tối này chọn thêm. Bộ hè này sale 79.000 nè. Hôm nay sale mấy chị luôn 49.000. Hàng đuổi cao cấp luôn. Mặc mấy này đi biển là siêu mê. Nhà chị nào mà hay đi biển cuối tuần cho con á. Biển chị Dung Trần 49.000 nè. Đây bộ bé gái nè. Bé gái nhí đại mẹ luôn. Nhí đại mẹ luôn mấy chị nha. Nhí đại mẹ. Size 8kg cho đến là 28 cho đến là 45kg vừa. 8 đến 48kg luôn á. Ship trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 18.000. Còn ngoại tỉnh là 28.000. Còn mà đơn trên 500.000 em miễn ship nha. Rồi beo. Beo tím nè. Size 8 đến 45kg vừa. Size từ 8kg cho đến là 20kg á, là 49.000. Còn size mà từ 21kg cho đến là 48kg là 59.000. Chị nào lấy beo tím lên beo tím nha. Có set mẹ không mấy chị nha. Tím nè. Bé là mẹ luôn. Cái bộ này bữa em có mặc màu vàng đó. Giờ còn màu tím, chị nào lấy tím lên tím. Mã tím kèm theo số ký. Tím. Tím 49. Bé 49 còn đại với mẹ là 59.000. 28-30kg vừa nè. 28-30kg vừa. 49.000. Chị nhìn cái vải nó nè, dày cực kỳ luôn. Tím 40 cho Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng 59.000. Chị lấy tím lên tím nữa nha. Rồi size 28-30kg mấy chị. 28-30kg 49.000. Hàng nó cao cấp dữ dằn lắm luôn. Bình thường bán 29.000 mấy chị gọi là siêu đẹp rồi. Em không có mẹ bé trai hết rồi. Rồi lên em là mã cam nè. 49. Cam 49 mấy chị. Size này là 28-30. Rồi bơ. Bơ này là 28 cho đến là 32kg. Chị lấy bơ lên bơ nè. 28-32kg vừa. Mã bơ 49.000. Chị lấy bơ lên bơ dùm em nha. Bơ cam tiêu tương. Tiêu tương 49.000. Rồi chị nào lấy bơ nữa lên bơ. Mã bơ 49.000. Size là 28 cho đến là 32kg vừa. À, dạ không, em không có mẹ 60kg chị. Mẹ đến 48kg à. 49. Tím 18 cho Ngọc Bích. Dạ.
Ngọc Bích 49, bơ 28kg cho tiêu tương, 49. Ok, Ngọc Bích có nè. Bộ này bé trai bé gái đều bận được mấy chị nha. Phơm Hàn Quốc nè, dạy mỏ Long Phước Bà Rịa mấy chị. Size này 16-18kg vừa nè, 29.000. Lên em mã trắng, trắng cho em theo số ký giùm em. Em có đến 25kg luôn, đến 26kg luôn. Trắng có đến 26kg luôn nha. Trắng này có từ 16 đến 26kg vừa, 16 đến 26kg. Áo ba lỗ bé hả? Còn áo có cổ, em không có áo có cổ nên em chỉ có áo trơn thôi. Rồi lên em mã trắng, trắng này 15 đến 26kg vừa, 29.000. Về cái áo này không là gọi là, nó gọi là gì ta, mua là lời rồi đó mấy chị. Áo nè, chất này siêu đẹp luôn. Lên em mã trắng kèm theo số ký nha, 29.000 bộ nè. Size 15 cho đến 26kg. Trai gái đều bận được luôn. Phơm này phơm Hàn Quốc nha. Vải siêu đẹp, vải cực kỳ đẹp luôn, không phải là vải xấu đâu mấy chị. Trắng chị Linh Trần nè, 29.000. Chị lấy trắng lên trắng. Trắng 18 là Ngọc Bích nè, 29.000. Có lên chứ áo thun bé trai nãy em lên quá trời đó. Em lên này xong xíu em lên áo thun cho mấy chị nữa nha. Rồi lên mã trắng kèm theo số ký giùm em. Mã trắng, trắng, trắng 29.000. Rồi bộ ngố bé gái nè, size 8-22kg vừa. Trắng 26 chị Nguyễn Đăng Chi, Nguyễn Đăng Chi 29.000. Rồi bộ ngố đỏ size 8-22kg. Chị nào lấy đỏ lên đỏ 39.000. Bộ ngố bé gái mấy chị. Lên mã đỏ kèm số ký nè. Đỏ 29.000, 39.000 sorry mấy chị. Đỏ 39.000 nha. Đỏ 39 size 8-22kg vừa. Đỏ 39k. Ôi màu này siêu đẹp luôn. Màu bé trai nè, bé trai này có size từ 8-22kg. Có màu đỏ và màu biển nha. Màu đỏ và biển. Ngố 13 cho Ngọc Hân. Ngố Ngọc Hân nè, Ngọc Hân 39.000. Không có 39kg nha. Áo hàng Suchin 13-15 còn nhiều lắm luôn. Mà ngày hôm nay chưa lên. Ngố đỏ cho Ngọc Hân rồi nè. Rồi màu đỏ và màu biển là size 8-22kg vừa, 39.000. Hàng cao cấp mấy chị nha. Lên đỏ và biển, trời ơi mấy cái bộ thể thao này mặc chất cực kỳ luôn. 8-22kg vừa. Lên đỏ nè, chị nào lấy đỏ lên đỏ nè. Rồi biển luôn, màu biển này đẹp nè. Lên mã biển, ôi quá là đẹp luôn. Lấy biển lên biển 39.000. Phơm thể thao mấy chị tìm đâu mua bộ này 39.000 đúng không. Lên em mã biển và đỏ nha. Ba lỗ trai em có luôn mà ít nha, hôm nay ba lỗ trai ít. Rồi đỏ 14 cho vỏ hồng. Vỏ hồng nè, 39.000. Ngố đỏ, ngố đỏ cho Phùng Nguyễn Thị 14kg. Ngố đỏ đúng không? Ngố đỏ. Ngố đỏ cho Phùng Nguyễn Thị nè. Biển, biển Ngọc Hân lên số ký nè. Đỏ số 6, biển đỏ số 7 cho chị Thủy Tô. Biển đỏ số 7 cho Thủy Tô. Thủy Tô nè, 39.000. Chị Thủy Tô 39.000. Đỏ 17kg cho Tiên Lê. Tiên Lê 39.000. Rồi chị nào lấy biển nó lên biển, lấy đỏ lên đỏ 39.000, mẫu đẹp quá mấy chị. Biển 8 là 8kg hay là số 8 vậy chị ơi? 8kg đúng không? Hay là số 8? Lên rõ em mấy chị nha. Để cái nào mà khách mà 8kg ok Ngọc Hân. Tại vì khách mới á, nên là em chưa có nhớ rõ số ký của mấy chị. Còn khách cũ là mấy chị lên cái là em biết liền à. Biển à, cho Ngọc Hân nè à. Ngọc Hân 39 nè à. Chị nào lấy biển nó lên biển, lấy đỏ lên đỏ mấy chị. 39.000 size 8-22kg vừa nha. Phơm thể thao quá đẹp luôn. Mã biển và đỏ 39k. Bộ ngố bé gái size này 26-27kg vừa. Lên em mã ngố hồng luôn. Ngố hồng 39.000. Ngố hồng 39.000 nha. Biển 10kg cho Ruby Ngô lên số điện thoại em luôn. Ruby Ngô nè, Ruby Ngô 39. Đỏ đỏ cho Ngọc Hân. Ok Ngọc Hân luôn. Ngọc Hân 39.000 nè. Đỏ với biển mấy chị 39k. Rồi 10-12kg vừa nha. 10-12kg nè, 29.000 luôn. Lên em là mã 3 lỗ đi. 3 lỗ. Ngố hồng cho Nguyễn Đăng Chi. Nguyễn Đăng Chi nè, 39.000. Nguyễn Đăng Chi 39. Thôi cái màu nào khác khác nữa chị lựa.
ngố vàng. Đây ngố vàng này size L, size to luôn nè, 25-26kg. Chị nào lấy lên em ngố vàng nha. Ngố vàng nè, 25-26. Còn chị nào muốn lên size nhỏ hơn hoặc lớn hơn chứ inbox lên, comment lên cho em. Rồi 29.000 bộ ba lỗ, size 10-12kg vừa. Lên em là mã xanh nè. Rồi đỏ luôn, đỏ 10-12kg luôn mấy chị. Đỏ 10-12kg luôn nha, 29.000. Vải siêu đẹp luôn. Rồi đỏ này 12-14kg. Lên em là mã đỏ 14 luôn. Mã đỏ 14 nè. Trai không vậy? Ok. Giá thế này khan hiếm mà. Này tám 22kg vừa, 39.000 lên tím. Lên số điện thoại bây giờ luôn chị ơi, hoặc là inbox bây giờ luôn ha, chứ để nữa lát họ mấy chị quên mất tiêu hết trơn à. Rồi lên tím nè, 822kg vừa. Trời ơi đẹp quá là đẹp luôn á, 39.000 mã tím. Tím 39, lấy tím lên tím 39.000. Bộ 3D hàng xịn luôn. Bộ 3D hàng này gọi là cực kỳ xịn sò luôn nha. Hàng này người ta xỉ tới 40,000 rồi đó. Xe cho mấy chị luôn, lẻ luôn, 39.000. Có màu đỏ, màu xám nè. Tím 13 cho Ngọc Hân. Ngọc Hân, tại nhiều chị cứ hồi xíu inbox, inbox cái họ quên mất đi mất tiêu luôn à. Thông cảm giùm em. Ngọc Hân 39. Rồi đỏ nè, 3D hàng gọi là xịn siêu cấp luôn. Size 8-22kg vừa, 39.000 nè. Tím 12 chị Dung Trần. Dung Trần 39.000. Đỏ mấy chị, tím 14 cho Huỳnh Anh lên số điện thoại em luôn nè. Huỳnh Anh nè, Huỳnh Anh 39.000 lên số điện thoại luôn. Khuya nay chốt đơn, khuya nay live xong rồi chốt đơn mấy chị. Nhà em chỉ chốt đơn buổi khuya là gửi qua tin nhắn đó, gửi qua tin nhắn cho mấy chị á. 3D lên 3D đỏ mấy chị, hàng đẹp lắm, hàng này gọi là 3D siêu đỉnh luôn. Bộ tím nó còn có đúng một màu thôi à, có đúng một màu thôi à. Rồi lên em đỏ, đỏ với xám á chị, đỏ với xám nha. Chưa luôn, thấy không thấy chị Linh Trần luôn, không thấy chị Linh Trần luôn nè. Linh Trần nè, Linh Trần 39.000 nè. Ủa ri đỏ thấy đâu rồi. 3D đỏ 15kg chị Linh Trần nè. Nguyễn Mỹ Toàn hả? Nguyễn Mỹ Toàn đi đơn rồi đó, đi đơn rồi, Nguyễn Mỹ Toàn đi rồi. Linh Trần nè, 39.000. Chị nào lấy đỏ nó lên đỏ, lấy xám lên xám nè. 3D này đẹp lắm mấy chị, hàng gọi là hàng xịn sò lắm nha. Đừng có so sánh hàng 3D ở ngoài, thiệt sự luôn á, hàng này không ai bán mấy chị dưới 70.000 bộ đâu. Vải nó rất là đẹp. Size 8-22kg vừa nè, 39.000. Lên màu xám, lấy xám lên xám 39.000 giùm em nè. Mã xám 39.000 nha. Pyjama, pyjama nè, chị Nguyễn Đăng Chi còn đó không? Pyjama size bự luôn, 24-26kg. Chị nào lấy đỏ lên em mã đỏ pyjama nè. Pyjama chất lụa hàng nha, 24-26kg vừa, 39.000. Lên em mã lụa đỏ nè, lụa đỏ 39.000. 20-22kg nè. Mã lụa hồng, lụa hồng nha, 39.000 luôn. Chất này là toàn bộ đều là lụa hàng hết luôn mấy chị nha, không có một xíu nào gọi là KT luôn. Lên em mã lụa đỏ và lụa hồng nè, 39.000. Size nè, 20-22kg vừa. Lụa hồng là 20-22kg á. Lấy lụa hồng lên lụa hồng nè, thảy cho chị cái đóng đó đi. Đóng lẻ lẻ đó đó, của khách xã nè. Tí lên lão luôn. Chị ơn đầu like thôi mấy chị ơi, chứ mấy đó bán 19.000 quà chắc lỗ chết luôn á. Chị ơn đầu like thôi mới có giá đó, chứ làm gì có giá đó được. Pyjama có 14kg, để em xếp lên cho. Rồi 16-17kg vừa, size số 6 nè. Lụa đỏ cho chị Linh Trần, lụa đỏ Linh Trần 39.000. Lên em là mã biển 6 nha, 16-17kg vừa, 35.000 luôn. Biển 6 này của khách một cái nè, em xả ra nè. Rồi màu đỏ, đỏ này là size 12kg cho đến là 20, 12-25kg vừa. 12-25kg lên em là mã siêu nhân đi, mã siêu nhân kèm theo số ký nha. Siêu nhân 35.000 nè, siêu nhân 35.000. 12 cho đến là 25kg vừa, lên siêu nhân. Rồi bé gái còn quá trời đây này, quên chứ. Size 8-25kg vừa, 8-25kg nha. Lên em mã vàng, vàng 35.000. Chị lấy vàng lên vàng 35. Mã vàng kèm theo số ký giùm em 35.000.
Rồi, ổ thiết kế. Thiết kế bé gái, size là từ thiết kế nha, hàng Quảng Châu nè mấy chị, hàng Quảng Châu. Size 8 cho đến 20 kg vừa, 39.000. Lên em mã dây, chị nào lấy dây lên dây nè. Mã dây 39.000. Vàng, vàng 8 kg chị Linh Trần là 35.000. Rồi lên mã dây mấy chị lấy dây lên dây nè. Size 8 đến 20 kg vừa nha. Mã dây 39.000. Vải đẹp lắm luôn á. Lên mã dây giùm em 35.000. À 39.000, dây 39.000. Dây dây 8 kg chị Linh Trần. Dây cho Linh Trần 39.000. Vàng, vàng cho Tiên Lê 17 kg. Vàng cho Tiên Lê nè 35.000. Dây 13 kg cho Ngọc Hân. Ngọc Hân là 39.000. 14 kg cho Linh Trần Khác nè. Linh Trần Khác. Dây chị Dung Phạm 12 kg đúng không? Dung Phạm. Dung Phạm 39.000, cho nào lấy dây nữa lên dây. Dây 39. Rồi váy xét bộ. Xét bộ này còn size 8 kg cho đến là 18, 8 đến 18 kg vừa nè. 39.000, lên em mã lá kèm theo số ký nè. Lấy lá lên lá có quần bên trong nè, size 8 cho đến là 18 kg vừa nha. 39.000 mã lá mấy chị. Lá 39. Rồi biển này còn size 8 cho đến là 14. Biển còn size 8 cho đến là 16 kg. Lên mã biển nè, size 8 16 kg vừa, 39.000. Bộ này không ai bán lẻ 39.000 luôn á. Đồ bé trai từ 8 kg tới nhiêu ký? Đến 25 kg, đến 25 kg nha Ngọc Hân nha. Rồi lên em là mã biển với lại mã lá 39.000. 18 đến 18 20 kg vừa nè, 35.000. Mã số 7, lên mã số 7 mấy chị. 18 20 kg vừa, 35.000 mã 7 giùm em. Lấy mã 7 lên mã 7 nè. Mã 7 35.000. Mã số 7 35k. Biển 14 chị Linh Trần. Linh Trần Khác. Linh Trần Khác. Linh Trần Khác 39.000. 5. Trời ơi. Vải đẹp quá trời đẹp luôn á, 40.000. Size 8 cho đến là 16 kg vừa. Lên em là mã đỏ. Size 8 16 kg mấy chị, 40 nè. Lấy đỏ lên đỏ nha, chắc đuổi nè. Mềm mịn quá trời luôn. Mã đỏ size 8 16 kg vừa, có nút ở sau nè mấy chị. Lên mã đỏ kèm theo số ký. Hai bộ mà 8 kg rồi đó lấy thêm 14. Em không nhớ màu nào hết đó, có gì ngày mai em xả, em chỉ lựa lại bộ khác đi rồi ngày mai em xả mấy cái bộ kia thôi chứ em không có đổi vậy được, em không biết đường để mà đổi. Xả bộ kia, xả hai bộ 8 kg, bây giờ lựa lại mẫu khác mấy chị nha chứ không có biết đường mà đổi. Bây giờ cứ xả hai ngày mai chốt đơn cứ nói là nhắn tin cho em là nói là xả hai bộ đó. Rồi bây giờ lựa lại đi, từ đây về sau nè, lựa lại nha, lựa lại hai cái mẫu con trai đó ha. Đỏ 14 chị Linh Trần. Linh Trần Khác nè, 40.000. Linh Trần Khác nè, 40. Chị nào lấy đỏ nó lên đỏ mấy chị. Đẹp bá cháy luôn. Size 8 cho đến là còn 8 đến 14 kg vừa. 8 14 kg 40.000, bánh bèo tiểu thơ dở sợ luôn. 8 đến 14 kg vừa ha. Lên em mã đỏ. Mã đỏ kèm theo số ký 40. Đỏ 40. Đỏ 40 nè, mấy cái bộ này của khách xã ra toàn là những bộ đẹp nè, không phải xã mà là có một bộ hai bộ không đủ đơn á nên là bỏ nè. Rồi size 4 nha. 13 14 kg, 12 13 kg đây size số 4 nè, 35.000. Mã số 4. Lên em mã 4 nè. Mã 4 35.000, đỏ cho Thanh Tuyền. Thanh Tuyền. Thanh Tuyền 40 nè. Thanh Tuyền 40. Rồi lên đỏ 35. 13 14 kg luôn à, size số 4 nè. Size số 4 nha, 12 13 kg, 35.000. Mã biển, mã 3 lỗ. Lấy 3 lỗ lên 3 lỗ nè. 3 lỗ toàn hàng bán 39.000 không à. Mã 4 chị Dung Trần nè, 35.000. Hôm đặt thì không, hôm đặt thì không được rồi nha. Đỏ 8 kg chị Linh Trần. Đỏ 8 kg chị Linh Trần. Giờ ngưng bộ một bộ nên là xả ra đó. Linh Trần 40. Rồi ngày số 4 luôn, size 12 13 kg luôn, mã lá, chị lấy lá 4 35.000 nè.
Mã lá 4 nha, 35 ngàn, 12, 13 kg vừa. Mấy khách mà đặt một cái bị ra mà nhiều lần quá là em ngại chốt lần sau lắm. À, bộ gấu xanh size 4 đó, để cho tôi đi qua. Size 4 của chị kia chị lấy rồi. Size 3 nó phơm to lắm, phơm nó to cực kỳ. Rồi size này size 4 mà 12, 13 kg nè. Mã sọc 29 ngàn. Chị lấy sọc 4 nè, sọc 4 nè, 12, 13 kg. Rồi em có sọc 8 kg, 9 kg luôn nha. Có sọc 3 luôn, sọc 3, 8, 10 kg vừa luôn. Lên em mã sọc 3. Mã sọc 3 mấy chị. Rubingo nè. Rồi số 5 nè, 13, 15 kg vừa. Mã vàng 5 luôn, 29 ngàn. Vải đẹp lắm mấy chị, hàng của Gimbori á, vải siêu đẹp luôn. Mã vàng 5 nha. 13, 10, vàng 5, 13, 15 kg vừa. Sọc 12 chị Dung Trần, Dung Trần 29 ngàn. Rồi này số 4 nè, 12, 13 kg vừa, 35 ngàn. Mã đỏ 4, mã đỏ 4, ok Phương Trần, đỏ 4 nè, 35 ngàn, 12, 13 kg. 18, 20 kg vừa nè, 35 ngàn luôn. Ngố xẻ, ngố xẻ này size số 7, 18, 20 kg. Chị lấy xẻ lên xẻ dùm em nha. Mã xẻ này 35 ngàn. Xẻ 35. Lên em mã xẻ mấy chị, 35 ngàn. Mấy bộ ba lỗ đó còn nhiều lắm. Xẻ xẻ. Đây nè bé gái nè. Không, cái đó của Nhân Trần đó. Rồi màu màu đỏ, màu đỏ này còn size 18 20 kg vừa luôn. Màu đỏ này còn 12 13 kg nè. Chị lấy đỏ 4 lên em đỏ 4 nha, với lại đỏ 7 luôn. Đỏ 7 là 18 20 kg. 35 ngàn. Rồi màu biển, biển này còn size 8 đến 22 kg vừa nè. Về có về mua ba luôn nha. 35 ngàn nè. 18 cho đến là 20 kg, 8 đến 22 kg vừa. Đến size số 8 luôn 35 ngàn. Bộ này 35 ngàn rồi, siêu đẹp luôn mấy chị. À, bé trai ok mấy chị, bé trai nhiều lắm. Rồi lên em là mã biển nè. Lấy biển lên biển kèm theo số ký nha. Không lấy bộ này tiếc lắm luôn á. Mùa hè nè, nóng nực đúng không? Mình mặc cho con ba lỗ. Rồi tập đi tập bò này nọ, không sợ bị rầy tay rầy chân nữa. Kiếm mấy cái quần dài như vậy, nguyên một bộ như vậy mà 35 ngàn mấy chị. Lên em là mã biển nha. Biển này, màu biển này là trai gái đều được nè. Lên em màu biển 8-22kg vừa, 35 ngàn. 12-13kg size số 4 nè. Mã cam 4 luôn, 35 ngàn. Chị lấy cam 4 lên cam 4 nè. Cam này size 4 nha, 35 ngàn. Trời ơi, 16-18kg vừa nè. Mã lá. Đầm hồng có size 20 không? Đầm hồng có size 20. 16-18kg vừa nè. Mã bơ 6 luôn, 35 ngàn. Mã bơ 6, 35. Chị lấy bơ 6 lên bơ 6. Rồi cam này còn nguyên ri luôn, size 8-22kg vừa, 35 ngàn. Rồi hàng 39 ngàn đó, nguyên ri phải bán 39 ngàn mấy chị. Lên em cam nè. Không lấy này là tiếng hồ hộ luôn. Size 8 đến 22 kg vừa nha. Mã cam 39 ngàn. À 35 ngàn luôn. Cam 35. Chị nào lấy cam lên cam. À, 59 ngàn. Vải đó 59 ngàn. Vải đẹp lắm. Vải đẹp lắm luôn á hàng Linh. Rồi lên em cam kèm theo số ký nha. Cam kèm ký nè. Chị nào lấy màu nào nữa lên màu đó thì em 35 ngàn. 35 ngàn mấy chị. Cam chị Anh Trần. Cam chị Anh Trần nè, 39 ngàn, 35 ngàn. Cam 14kg cho Hoàng Anh Lu. Hoàng Anh Lu 35 ngàn. Lên số điện thoại giùm em luôn là Hoàng Anh Lu. Hoàng Lu lên số điện thoại giùm em luôn. Rồi bộ bé trai size này là từ 10kg, size 10kg cho đến là 20, 10kg đến 25kg vừa, 35 ngàn. Lên mã vàng. Chị lấy vàng lên vàng nha. Vàng nè, 10 cho đến 25 kg vừa. Mã vàng 35 ngàn. Lấy vàng lên vàng 35 nè. Rồi đỏ luôn, đỏ này là 12 kg cho đến là 25 kg. Cam 15 kg cho kim hồng. Kim hồng 35 ngàn. Chị nào lấy cam nữa lên cam. Rồi màu biển mấy chị, lấy biển lên biển nha. Biển này size 8 đến 22 kg vừa luôn, kèm theo số ký có 35 ngàn thôi à. Vải đẹp, vải cực kỳ đẹp luôn. Size là từ 8kg đến là 22kg vừa, 35 ngàn mã biển. Rồi đỏ, đỏ 12 cho đến là 25kg. Đỏ 12 đến 25kg vừa, 35 ngàn lên đỏ. Lấy đỏ kèm theo số ký nè. Đỏ 35.
Rồi set này dễ thương lắm. Set size là từ 8kg đến 20kg vừa nha. Set nè, hàng Quảng Châu vải đẹp xuất sắc luôn. Một cái quần nè mấy chị nha, một cái quần nè. Size 8 đến 22kg, size 8 đến 20kg vừa, quần nè. 45.000, chị nào lấy vàng lên em mã vàng kèm theo số ký. Biển 14kg cho Hoàng Anh luôn. Biển cho Hoàng Anh luôn. Hoàng Anh Lu nè, 35.000. Đây, xanh nè, bộ cao cấp nè. Bộ cao cấp nè. Size này là từ 12kg cho đến 22kg vừa nha. 12 đến 22kg vừa nè. Lên em là màu xanh đi, màu xanh 39.000. Chị lấy xanh lên xanh. Xanh 39.000 nè. Vàng 18. Vàng 18 chị Linh anh Trần nè. Anh Trần 45.000. Chị Linh Trần, Linh Trần khác nè, 45.000. Xanh 14kg cho Huỳnh Anh. Huỳnh Anh nè, Huỳnh Anh lên số điện thoại giùm em luôn. Huỳnh Anh lên số điện thoại nha. Huỳnh Anh, Huỳnh Anh 39.000. Xanh cho Võ Hồng 39.000 nè. Chị nào lấy vàng nữa lên vàng mấy chị. Vàng nha, vàng 45.000, size 8 cho đến là 18kg. Em còn 8-18kg vừa. Lấy vàng lên vàng. Mã vàng. Còn cái sơ mi trắng nè. Trời, sơ mi trắng này không chốt là tiếc. 16-17kg nha. 16-17kg vừa nè. Lên em là sơ mi trắng 35.000. Sơ mi trắng 35. Xanh cho Kim Hồng 15kg. Lên số điện thoại luôn. Kim Hồng lên số điện thoại em. Kim Hồng 15kg hết rồi, 15kg hết đó chị. Em còn đỏ. Đỏ này em còn size 8-10kg, size số 3 với lại là 20-22kg. Xanh 3 lỗ. Xanh 3 lỗ, Huỳnh Anh 15kg. Ok Huỳnh Anh nè. Huỳnh Anh nè, 35.000. Rồi đỏ, đỏ này size 8-10 với lại là 18 với lại 20-22kg. Chị nào lấy đỏ lên đỏ nha. Mã đỏ 39.000 nè. Đỏ kèm theo số ký thì em 39. Đỏ 39k kèm ký nha chị. Đỏ kèm ký 39.000. Bộ dài. Bộ dài còn size 8 đến 18kg nè. Pyjama ok, lộn rồi. Bỏ cái của Huỳnh Anh ghi ra chị. Huỳnh Anh bộ xanh. Bộ xanh không phải, xanh kia kìa. Xanh giống như của Võ Hồng. Võ Hồng đó. Ừ đúng rồi. Ok ok Huỳnh Anh. Cái này. Rồi vàng 29.000 nè, size 8 đến 18kg vừa nha. Chị nào lấy vàng lên vàng. Ok lên pyjama cho. Mã vàng nè. Vàng 39.000, 29.000. Vàng 29 size 8kg cho đến là 18kg vừa mấy chị, 29.000. Mã vàng kèm theo số ký giùm em 29.000. Vàng 29k. Lấy xanh kia. Ok ok. Ok Huỳnh Anh. Rồi 8kg 9kg nè, mã sấm sét nha, 39.000. Chị lấy sấm sét lên sấm sét. Vàng 14 cho Liên. Liên My nãy như có đơn rồi phải không? Liên My chưa, Liên My lên số điện thoại luôn. Liên My 29.000. Có quần sọc quần riêng mà giờ chưa có like quần sọc quần riêng được. Còn mẫu ngói bé gái luôn. Mà còn lẻ xanh chị nha. Rồi, vàng 10kg cho Nhung Phạm nè. Nhung Phạm 29.000. Rồi size 16-17kg vừa 35.000. 16-17kg nha, 35.000 lên em mã đỏ 35 nè. Vàng 12. Vàng 12 cho Ruby Ngô. Ruby Ngô nè, 35.000, 29.000. Ruby Ngô 29. Đỏ, chị nào lấy đỏ lên đỏ nè, size từ 12 đến 25kg vừa mấy chị. Đỏ này em có 12 đến 25kg lên áo thun nè. 12 đến 25kg vừa nha. Mã đỏ 35.000. Lấy đỏ kèm theo số ký nè, 35.000. Đỏ 35. Rồi bộ vàng này nãy giờ chưa lên luôn, size 8 22kg vừa nè.
vàng 8-22kg nha. Bây giờ mỗi nằm like rồi là em không qua like lại nữa mấy chị nha. Rồi 8-22kg vừa nè, lên em là mã vàng kèm theo số ký nha, 39.000. Vàng 39. Quá trời đẹp luôn. Rồi bộ này mặc vô mặc là đẹp trai ngời ngợi luôn. 8-22kg, 39.000. Lên mã vàng kèm theo số ký giùm em, 39.000 nè. Vàng 39. Rồi cam, cam luôn. Chị lấy cam lên cam nè. Vàng số 7 chị Thủy Tô. Thủy Tô nè. Thủy Tô 39.000. Rồi lên cam. Size 8-22kg vừa 39.000 lên cam mấy chị. Này nè, cái này có tên rồi. Mã cam 39.000 nè. Mẫu này mới luôn, size 8-22kg vừa nha. Lấy cam lên cam. Đẹp quá rồi, đẹp luôn á, 39.000. Bộ thể thao. Mã cam kèm theo số ký mấy chị. Cam 39, 8-22kg vừa. Lấy cam lên cam nè. Cam với vàng. Vàng 14 cho Hoàng Anh Lu. Hoàng Anh Lu lên số điện thoại giùm em. Hoàng Anh Lu lên số điện thoại. Hoàng Anh Lu nè, 39.000. Cam số 7 chị Thủy Tô nè. Thủy Tô nè, 39 nè. Vàng với cam nha, lấy vàng lên vàng, lấy cam lên cam. Cam 17 cho Tiên Lê. Tiên Lê nè, 39.000. Chị nào lấy vàng nữa lên vàng, lấy cam lên cam mấy chị, 39.000. Cam và vàng. Vàng này đẹp quá trời đẹp luôn á. Vàng này phối cái quần màu xám nè, siêu đẹp luôn. Bộ gái 822 em có luôn. Rồi lên em là mã vàng và mã cam mấy chị nha. Size 8 đến 22kg vừa. Cam và vàng, vàng và cam 39.000. Cam 39, vàng 39. Rồi em qua mã rồi em không qua lại nữa. Rồi tiếp nè. Mấy mẫu này còn size 20-22kg nè. Ok ok, vỏ hồng. Rồi 20-22kg vừa 35.000 lên mã hồng 8. Mã hồng 8. Mẫu nào trùng vừa trùng size trùng số thì em bỏ ra cho. Mã hồng 8 mấy chị, lấy hồng 8 lên hồng 8 nha. Hồng 8 20-22kg. 12-13kg vừa là 35.000. 12-13kg vừa nha. Mã vàng 4. Vàng 4 35.000, quần ngố với lại áo sát nách. Mã vàng 4 12-13kg. Lấy vàng 4 lên vàng 4 giùm em. Nè. 18-20kg số 7, mã đỏ 7 nha, đỏ 7 35.000 luôn. Mã đỏ 7 35.000. Vàng 4 cho Thanh Tuyền nè, Thanh Tuyền 35.000. Rồi đỏ 7 18-20kg là 35.000 lên đỏ 7. Hồng, hồng còn hồng, hồng từ 12 cho đến là 18. Hồng 12 đến 20kg lên mã hồng kèm số ký nè. Mã hồng kèm theo số ký nha, 12 cho đến 20kg vừa. Vàng hết vàng rồi Hoài Nhân ơi. Hết vàng rồi, lên hồng đi, hồng nè. Hồng, hồng. Hồng này 35.000, 12 cho đến 20kg vừa. Mã hồng kèm theo số ký nè. Rồi cam này còn 8 đến 22kg vừa luôn, lên mã cam kèm theo số ký luôn, 35.000. Cam 35.000 nha, size 8 đến 22kg vừa. Mã cam. Cam 35.000. Vàng này còn vàng 8. Còn vàng 8 nè, 20-22kg vừa nè, lên vàng 8. Chị lấy vàng 8 lên vàng 8 nha. Vàng 8 35.000. Hồng, hồng 14 cho Liên My. Liên My nè, 35.000. Vàng thể thao, ok Hoài Nhân. Vàng Hoài Nhân nè. Hoài Nhân 39.000. Rồi lên em mã vàng, mã cam nè. Chị nào lấy cam lên cam nha. Cam size 8 đến 22kg luôn. Mã cam 35.000. Cam 14 cho Huỳnh Anh. Huỳnh Anh 35.000. Huỳnh Anh 35. Rồi biển. Biển còn size số 4 nè. Biển còn biển 4 với lại biển biển 8. Biển còn 20-22. Áo thun đợi xíu. Áo thun đợi xíu mấy chị. Rồi 12-14 nha. 12-13 nè. 12-13 nè. Còn số 4 với lại là 20-22 với lại là số 8 35.000. Mã biển. Biển kèm theo số ký 35.000. Biển 35 nè. Lấy biển lên biển 35. Biển 35k. Rồi ngố hồng này size 8-22kg vừa nè. Mã ngố. Mã ngố đi, mã ngố nè, 39.000. 8-22kg vừa. Chị nào lấy ngố lên ngố 39.000 giùm em nha. Mã ngố 39 nè.
ngó kèm theo số ký 39.000, ngó 39k. Vịt này còn 8 đến 10 kg size số 3 nè, vịt 3 nha, 35.000 luôn. Lên em mã vịt 3. 20 22 kg, ngố 14. Ngố 14 nha Huỳnh Anh. Ngố 14 cho Huỳnh Anh nè, 39.000. Rồi, vịt gấu 8, gấu 8 này 20 22 kg vừa. Gấu 8 nha, 20 22 kg. Vịt 3, gấu 8. Rồi bơ 3, mã bơ 3 nè. Bơ 3 này 10-12kg luôn. Chị lấy bơ 3 lên bơ 3 nè, 35.000. Sọc size 8-10kg luôn. Sọc size 8-10kg nha, 35.000. Lên mã sọc, bộ này vải đẹp ghê luôn á. Mã sọc. Lá, lá này 24. Lá này 22-24kg. Mã lá chính. Lá chính nè, 35.000. 22-24kg. Rồi 16-18kg, mã cam 6. Mã cam 6 nha, 35.000. 16-18kg vừa. Rồi tím. Tím này còn size 8kg cho đến là 18-20kg vừa nè. À, sọc cho vỏ kiệt nè, vỏ kiệt 35.000. Rồi tím, tím này 35.000, size 8-20kg vừa. Chị nào lấy tím lên tím nha. Tím vải dày dặn đẹp luôn. Có đồ trai mà, em có đồ trai luôn. Bé chị bao nhiêu ký? Rồi lên em mã tím. Tím kèm số ký nè, 8-20kg nha. Rồi vịt vịt cam. Vịt cam này size 20-22kg. Tím vỏ kiệt bao nhiêu ký vậy? Vỏ kiệt bằng cái sọc đúng không? 8-10kg đúng không? Vỏ kiệt 35 nè. Rồi lên tím nè. Tím tím. Ơ cái gì? Vịt vịt trai 17kg. Có, trời ơi, mỗi năm có 17kg hết á. Rồi 8-22kg vừa luôn. Lên em vàng nè. Tím ok vỏ kiệt. Rồi 8-22kg nha. Lên vàng 39.000. Trời ơi vải nó đẹp miên man luôn mấy chị. Vàng 39 nè. Chị nào lấy vàng lên vàng 39.000. Size 8-22kg vừa. Mã vàng kèm theo số ký nha. Vàng 39 nè. Vàng 39k. Lấy vàng lên vàng 39.000. Em còn màu đỏ này size 8-10 với lại là 16-18kg nè, chị nào hốt đỏ em với. Báo giá tùy bộ chị nha. Rồi size này 8-10 nè, với lại là 16-18kg. Mã đỏ kèm theo số ký luôn, 39.000. Tím đó con trai, tím đó con trai. Rồi lên em là mã đỏ kèm theo số ký giùm em. Đỏ 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 39.000. Size 8-10 với lại là 16-18. Lên mã đi chị ơi. Trang Nguyễn vịt cam. Vịt cam 39.000, 35.000 nè. Còn mã gấu xanh nữa nè, lấy luôn cho đủ đơn. Còn mã gấu xanh nữa 35.000, 20-22kg vừa nha. Chị lấy gấu xanh lên gấu xanh nè. Áo thun chưa lên giờ mấy chị ơi, hôm nãy lên đầu like rồi. Rồi lên vàng, chị lấy vàng lên vàng. Mã vàng kèm theo số ký em 39.000. Vàng 39. Kèm theo số ký. Đây bộ phối, bộ phối size từ 8 cho đến là 12kg, 13kg nè. Size 8-13kg, gấu xanh cho Trang Nguyễn luôn. Ok Trang Nguyễn nè. Trang Nguyễn 35.000. Rồi còn bộ này size 10-12 với lại 20-22 nè. 10-12 với 2, gấu xanh em hết rồi. 10-12 với 20-22 nha. Lên em mã biển đi. Mã biển kèm theo số ký là 35.000, vải đẹp lắm. Lên mã biển kèm theo số ký. Biển size 10-12 với lại 20-22kg, 35.000 mã biển. Rồi mã phối, phối 35.000. Rồi vải siêu cấp luôn mấy chị. Size 8-13kg vừa. Mã phối kèm theo số ký giùm em, 35.000 mã phối nè. Phối 35. Lên mã phối giùm em kèm theo số ký, 35.000. Rồi vàng. Vàng này còn 16kg đến 22kg vừa nè. Vàng 16-22kg. Chị nào lấy vàng lên vàng nha, 39.000. Vàng 39.000 nè. Bộ tím nào dạ Huỳnh Anh? Bộ tím nào dạ? Lên mã lá. Mã lá kèm theo số ký nha, 39.000. Chị nào lấy phối lên phối cho vỏ kiệt nè. Vỏ kiệt 35.000. Có quần sọt kaki màu. Dạ em không có chị, quần kaki em không có.
Trời ơi, siêu phẩm ở đây không nè. Ở đây toàn siêu phẩm nè. 8-10kg vừa số 3 nè. Mã hồng 3 nha, 35.000. Bộ ngố mới vậy, quần ngố nè. Mã hồng 3, 35.000. Rồi có hồng 7 luôn nha. Hồng có giống vậy luôn mà size 7 luôn, 18-20kg luôn. 35.000 mã hồng 7 luôn. Này của chị Anh Trần. Bộ này trai gái đều bận được nè. Size này 8-10kg vừa, 35.000. Bộ mặt hình. Trời ơi, bé nhỏ nhỏ mặt này lên cưng lắm luôn á. Lên em là mã cam đi, mã cam 3, 35.000. 14-15kg vừa nha. Mã ngố cam 35.000 luôn. Lên em ngố cam nè. Rồi bộ này dễ thương nè. Chưa nhận được luôn hả? Ok, để kiểm tra đơn bin bin nha. 20-22kg nè. Cánh tiên luôn. Mã cánh tiên với chị, 35.000. Chị lấy cánh tiên lên cánh tiên. 20-22kg vừa. Trời ơi, ngựa bá cháy luôn. Cái bộ này nó ngựa dễ sợ. Mã cánh tiên 35.000. Đỏ 6 nè, 16-17kg. Tím chị Trang Nguyễn nè. Trang Nguyễn 35.000. 16-17kg vừa, 35.000. 35.000 mã đỏ 6 nha. Mã đỏ 6 nè, 35.000. Rồi cam. Cam này còn size 15-22kg vừa. 15-22kg. Ok chị Trang Nguyễn nè. Lấy cam lên cam nè. 15-22kg vừa mấy chị, 35.000 mã cam. Dễ thương quá à. Lên em cam bộ ngố nha. 35.000. Làm được gì ai tìm được bộ này 35.000 mấy chị. Khó, không ai bán 35.000 mấy bộ này hết á. 18-20kg. Mã số 7 nha, 29.000 luôn. Ba lỗ nè, số 7 29.000. Chị lấy số 7 lên số 7. 18-20kg vừa, số 7 29.000. Lên số 7 giùm em nè. 18-20kg luôn nè. Lên em là mã cam luôn, cam 7 nha. Cam 7 này 39.000. Mã cam 7 có quần bên trong nè. 18-20kg vừa. Cam 7 mấy chị, cam 7 39.000 mã cam 7. Rồi đỏ. Màu đỏ này còn size 10 cho đến là 15kg. Lên em mã đỏ kèm theo số ký nè. Đỏ kèm số ký nha. 10 cho đến là 15kg vừa. 35.000. Đỏ kèm ký 35.000. 10 đến 15kg vừa mấy chị. Lên em đỏ kèm theo số ký giùm em ha. Đỏ 35. Đây bộ 29 nè. Bộ 29 còn mấy bộ em sale cho hết luôn, 29.000. Có màu bộ dài. Bộ dài còn size là từ 8kg cho đến là size 8 cho đến là 16kg vừa. 8-16kg vừa nè, 29.000. Lên mã dài kèm theo số ký nha. Mã dài kèm theo số ký. Size 8-16kg, 29.000. 15-16kg vừa nè. Mã đỏ 5 luôn. Mã đỏ 5, 29.000. Đỏ 5, 29.000. Đỏ 14 cho Phùng Nguyễn Thị. Phùng Nguyễn Thị nè, 35.000. Rồi lên em là mã đỏ 5 mấy chị. Đỏ 5, 29.000. 14-15kg vừa. 8kg đến 10kg vừa nè. Mã số 3, 35.000. Chị lấy số 3 lên số 3 nha. Còn bộ duy nhất luôn á. Size 8kg đến 10kg vừa, 35.000. Mã số 3. Rồi em có từ 8 đến 12kg vừa nè. Mã vàng kèm theo số ký. Mã vàng 8 đến 12kg, 29.000. Vàng nha, 29.000 nè. 8 đến 12kg vừa. Lên vàng luôn. Hồng. Hồng 10-12kg vừa. Lên mã hồng 29.000. Chị lên hồng. Hồng 10-12kg, 29.000. Hồng 29 nè. Rồi đỏ. Bơ. Bơ này là 16-17kg vừa. Bơ nha, 29.000. 16-17kg. Lấy bơ lên bơ nè. Rồi mã đỏ 7 luôn. 18-20kg vừa. Trời dễ thương quá vậy. 18-20kg mã đỏ 7 nè, 29.000. Đỏ 7, 29. Lấy đỏ 7 lên đỏ 7. 8-10kg nha, mã biển 2 luôn, 29.000. Lấy biển 2 lên biển 2, 29.000. Mấy mã này em like rồi là em không qua like lại nữa mấy chị ha. Rồi đỏ này còn size 8kg. Đỏ còn size 8-12kg vừa nè, 29.000. Nên em mã 3 lỗ đỏ kèm theo số ký luôn. Mã 3 lỗ đỏ kèm theo số ký, size 8 đến 12kg, 29.000. Mã 3 lỗ đỏ. Rồi bộ 3D hàng cao cấp nè, size 8 đến 22kg vừa nha. Lên em mã 3D luôn, 3D 39.000. 3D 39.
đỏ 7 cho vỏ hồng. Vỏ hồng 29.000 nè. Bơ cho kim hồng. Kim hồng 29.000. Kim hồng 29.000, đỏ 7 thanh trần hết rồi. Thanh trần ơi, hết đỏ 7 rồi nè. Rồi lên em là mã 3D mấy chị, 3D hàng cao cấp nha. 3D 15 chị Trang Nguyễn. 3D Trang Nguyễn nè, 39.000. 3 lỗ đỏ 12kg chị Hồng Phan. Hồng Phan 29.000. 3 lỗ đỏ. Rồi chị nào lấy 3D nữa lên 3D. 3D 29.000. 3D chị Thanh Trần nè. Thanh Trần 22kg ha. Thanh Trần 39.000. 3D hàng xịn lắm. Lấy 3D lên 3D nè. 3D 39. Size còn từ 8kg cho đến là 20kg vừa. Mã 3D. Rồi 3D đó có màu đen luôn. Chị nào lấy đen lên đen nè. Màu đen này siêu ngầu luôn á. Cái đó 29. Rồi lên em đen size 8 22kg vừa nha. 39.000. Mã đen mặc mát lắm luôn mấy chị. 3D này hàng xịn lắm. Lên em đen nè. 8-22kg vừa. 39.000 mã đen. Rồi bộ này size 8kg 9kg vừa nè. 3 lỗ 18kg hết. 3 lỗ 18kg rồi. Rồi size này 8kg 9kg nha. Mã sắm xét nè. 39.000. Sắm xét 39. 3D cho vỏ hồng. Vỏ hồng nè. 39.000. Rồi lên em là sắm xét nè. Size này là 8kg 9kg thôi. Rồi 16-17kg vừa. Mã bơ luôn. Mã bơ này 35.000, 16-17kg. Lấy bơ lên bơ nè. 12-14kg bộ hoạt hình. Bà Võ Hồng có comment gì vậy? Hoạt hình nè, 12-14kg. Thấy Thanh Trần rồi, Thanh Trần comment bộ 3D đúng không? Lấy 3D rồi đó. Rồi lên 3D đen ha, ok. Bỏ cái của Võ Hồng lại. Bỏ cái 3D màu đỏ của Võ Hồng lại. Võ Hồng. Mai mốt like buổi tối chị chờ. Ok, tối em like luôn. 3D cho Thanh Trần rồi. Rồi 12-14kg nè, mã cam nha. Cam 4. Cam 4 35.000. Lấy cam 4 lên cam 4. Rồi mã đỏ 4 em lấy 3. Ok, vỏ hồng lấy rồi, bỏ cái màu kia rồi. Rồi mã 10-12kg nha. Lên em mã 3 lỗ đỏ luôn 35.000. 10-12kg vừa 3 lỗ đỏ nè. 18-20kg. Ngố nha, lấy ngố xanh lên ngố xanh nè. Ngố xanh 35.000. 18-20kg vừa. Lên mã ngố xanh. Bộ sọc này còn mấy bộ luôn mấy chị ơi. Bộ sọc này còn những bộ cuối cùng nè. Những bộ sọc cuối cùng. Size này là size màu sọc biển này còn size 8 cho đến là 10kg. Size 2 với size 3 nha. 3D đỏ chị Hồng Phan. Hồng Phan nè, 39.000. Rồi size 8 đến 10kg vừa. Size 2 với size 3 đó, 29.000. Vải siêu đẹp luôn, hàng của Gimbori. Đơn giản mà vải nó đẹp cực kỳ luôn. 29.000. Lên em mã sọc kèm theo số ký nè. Sọc nha, size 6 cho đến là 10kg. Rõ này 12 đến 14kg vừa nè. Mã vàng luôn, size số 5 á. Lấy vàng sọc lên vàng sọc 29.000. Trời ơi cái vải nó siêu đã luôn á. Vàng sọc 29.000, còn 2 bộ là hết rồi đó. Rồi lá. Lá này 12, 14kg vừa nè. 35.000. Mã lá 4. Chị lấy lá 4 lên lá 4 nè. 12, 14kg. Rồi mã biển 4 luôn. Biển 4 này 29.000. 12 đến 13kg vừa. Mã biển 4. Biển 4 nha. Vàng sọc cho Thanh Tuyền. Thanh Tuyền 29.000. Rồi mã biển 4 mấy chị, lên biển 4 giùm em luôn. 12-13kg 29.000 mã biển 4. 16-17kg nè, mã biển 6. Biển 6 nha, 35.000. 16-17kg vừa, biển 6 35.000. Rồi 20-22kg nè. Lên em là số 8 luôn, số 8 35.000 bộ ngố bé gái nha. 20-22kg vừa. Lấy số 8 lên số 8, mẫu này đang hot rần rần luôn á. Số 8 mấy chị, số 8 35.000. Rồi số 6 biển 4 chị Hồng Phan. Hồng Phan là 29.000. 16-17kg vừa. Mã hồng 6. Hồng 6 35.000. Lấy hồng 6 lên hồng 6 35. 20-22kg. Mã cam. Cam 8 nha, 29.000. Cam 8 29.000 nè. 20-22kg vừa. Lấy cam 8 lên cam 8. Rồi 3 lỗ lên mã mèo đi. Mã mèo này còn size số 3 nè.
Số 3 này 11kg với lại là số 8 nha, 20-22kg. Số 3 với số 8 29.000 luôn, lên em là 3 lỗ. 3 lỗ số 3 với là 3 lỗ số 8. 3 lỗ 3 với lại 3 lỗ 8 nè, 29.000. 3 lỗ 3 và 3 lỗ 8. Rồi 18-20kg nè. Mã số 7 luôn, mã 7 nha, 35.000. Rồi bộ này đẹp quá. Mã 7 35.000 à. 18-20kg vừa. Số 7 mà form rất là to luôn. 35.000 mã 7. Lấy mã 7 lên mã 7 35. 8-22kg vừa, bộ thể thao siêu đẹp luôn, 39.000. Lên em mã bơ nè. Trời ơi, tìm đâu ra mấy bộ mà nó đẹp như vậy mấy chị, 39.000. Lấy bơ lên bơ. Size 8-22kg vừa nha. Mã bơ nè. Bơ 8-22kg. Rồi tím, tím ngố nè. Tím ngố này size là 16kg đến 22kg vừa. Lên em mã tím kèm theo số ký. Bộ này vải đẹp quá à. Tím kèm theo số ký. Size 16 đến 22kg. 16 đến 22kg vừa nha. Mã tím dáng baby doll á. 39.000. Bơ 15 chị Trang Nguyễn. Trang Nguyễn là 39.000. Rồi lấy tím lên tím là mấy chị. Tím 39.000. Tím 39k. Chị nào lấy bơ nữa lên bơ nha. Bơ size 8 đến 22kg vừa 39.000. Tím và bơ, bơ và tím. Còn bộ size 8 đến 10kg nè. Tím 21 chị Trang Nguyễn. 21 chị Trang Nguyễn. Trang Nguyễn là 39.000. Rồi còn bộ 8 đến 10kg nè, lên em mã đỏ 3 luôn, 35.000. Lấy đỏ 3 lên đỏ 3 nè. Đỏ 3 35.000. Đỏ 3 35. Một bộ trắng luôn. Tím 15 cho kim hồng. Kim hồng 39.000 nè. Rồi size này là 18-20kg vừa. Chị lấy trắng lên trắng là 29.000 nha. Trắng 29.000, 18-20kg. Mã trắng. Bộ lính bên trên là 59.000 mấy chị nha. Hai bộ lính này nè, size 8 thì đến là 22kg vừa, 59.000. Chị nào lấy lính vàng và lính trắng giùm em. Lính vàng và lính trắng, hàng cao cấp á, 59.000 một set, nguyên một set đó luôn, 59.000. Rồi bộ. Bộ này còn size từ 15kg cho đến là 25kg vừa, 10kg. 10kg cho đến là 22kg. 10 đến 22kg nha. Trời ơi, cái vải nó thiệt sự dày dặn đẹp luôn, 35.000. Lên mã biển kèm theo số ký. 10kg cho đến là 22kg. 10 đến 22kg vừa, 35.000 lên biển giùm em nè. Chị lấy biển lên biển. Biển 35.000. Rồi cam. Cam này là size từ 8kg cho đến là 22kg vừa. Cam là 8 đến 22kg, 35.000. Lấy cam lên cam giùm em, 35.000 nè. Mã cam kèm theo số ký, 35.000. Cam 35 đó chị, lên cam. Rồi ngố hồng còn một bộ luôn, size số 8 nè. Lên em mã số 8 luôn, 20-22kg vừa, quần chín tóc nha, dài qua đầu gối luôn. Mã số 8, 20-22kg. Lên số 8 giùm em. Vàng 12-25kg vừa luôn, 35.000 luôn mã vàng. Chị lấy vàng lên vàng nè, vàng 35.000. 12 đến 22kg, 25kg vàng đó chị nha. Còn set hè nè. Set hè này dễ thương lắm. Set hè này hàng cao cấp 79.000 á. Size 10-12kg là xem mấy chị luôn, 49.000. Chị lấy set hè lên set hè.